Chào các bạn, mình tiếp tục cái phần về còn lại của chương kháng sinh về phần cơ chế tác động. Các bạn kiểm tra lại giùm coi đã có slide trên bài giảng trên màn hình chưa các bạn? Dạ có thầy ơi. Rồi, cảm ơn ha. Ngày qua thì mình đã giới thiệu xong hai cơ chế, đó là cái ức chế tổng hợp với thay đổi tính thấm. Thì bữa nay mình đi thêm hai cơ chế còn lại. Vậy cũng nhắc lại các bạn. Hãy học thì các bạn nhớ thứ nhất đó là cái đặc tính chọn lọc của thuốc. Những cái tiến trình này tổng sinh tổng hợp protein, ức chế tổng hợp axit nucleic nhân đều là tế bào con người nó cũng diễn ra. Vậy thì đặc tính nó diễn ra, chọn lọc nó diễn ra chỗ nào? Cái thứ hai đó là các cái nhóm thuốc nào nó đi theo cơ chế này, và cái thứ ba là vị trí tác động hay gắn kết của nó ha. Đó là cái hay học một cơ chế thì mình nhớ chung giống vậy. Giờ chúng ta sẽ coi một chút xíu về cái nhắc lại cái sinh tổng hợp của cái protein của tế bào vi khuẩn. Khi nó chuẩn bị nó nhân đôi thì chắc chắn nó phải tăng sinh cái tổng hợp protein lên để tạo cơ cho cái tế bào chất để sau đó nó sử dụng. Thì cái con quá trình sinh tổng hợp của tế bào vi khuẩn và sinh tổng hợp ở tế bào người nó cũng y chang giống nhau. Thì ở đây chúng ta chỉ coi coi cái tại sao nó được thể hiện được cái đặc tính chọn lọc. Thì cái việc trước tiên hết thì nhóm thuốc này, và nó bao gồm đó là các cái amino glycoside nè, nhóm tetracycline, nhóm macrolide, nhóm loramphenicol và nhóm lancosamide. Các bạn nếu nhớ được một cái trật tự giống vậy thì mình sẽ nhớ tới cái vị trí gắn kết của nó. Bây giờ sinh tổng hợp protein thì nó cũng giống như cái tế bào của người, nó phải sử dụng trong một cái phức hợp khởi đầu bao gồm cái thông tin được chép ra từ ARN thông tin với một cái ribosome có tiểu đơn vị là 70S, và sau đó thì cái quá trình sinh tổng hợp protein nó sẽ nhờ các cái ARN vận chuyển để đem các amino acid đến, và nó sắp xếp theo thứ tự nằm trong cái đoạn peptide, đó là thứ tự của các amino acid, nó giống như là cái mã di truyền nó ghi ra. Thì trong cái tiểu đơn vị để cái ribosome để giúp sinh tổng hợp protein thì thường là có hai cái tiểu đơn vị, và ở đây con vi khuẩn nó sẽ sử dụng là 50S với 30S. Vậy thì đến đây cái đặc tính chọn lọc của thuốc nó thể hiện ra chỗ khác biệt. Tế bào của người đó các bạn thì nó sử dụng cái ribosome nhiêu? 80S với hai cái tiểu đơn vị là 60 với 40. Còn cái con vi khuẩn nó sử dụng cái ribosome 70S với hai tiểu đơn vị là 50 với 30. Đó là cái đặc tính chọn lọc nó khác biệt chỗ đó. Các bạn nhớ ha. Còn về lập ra bên sinh học phân tử coi coi 70S, 80S thì khác nhau chỗ nào. Như ở đây là tế bào vi khuẩn. Nó sử dụng cái ribosome có cái tiểu đơn vị khác với tiểu đơn vị ở người. Đó là cái đặc tính chọn lọc. Cái thứ hai, để gắn kết, ức chế cái sinh tổng hợp protein thì kháng sinh nó sẽ gắn lên hai cái tiểu đơn vị này để nó mới bắt đầu nó ức chế cho một cái tiến trình nào đó trong quá trình sinh tổng hợp protein. Thì như nãy tôi nói, amino glycoside tetracycline vị trí gắn kết nó trên tiểu đơn vị 30S, còn cái chloramphenicol, lancosamide và macrolide thì gắn trên tiểu đơn vị 50S. Để nó dẫn đến một cái nguyên tắc sử dụng kháng sinh sau này người ta không bao giờ phối hợp macrolide, chloramphenicol, lancosamide cùng một lúc, bởi vì là do nó gắn cùng một cái vị trí gắn kết, nó dẫn đến nó sẽ khi cho dùng cùng lúc thì nó lo cạnh tranh để gắn kết lên trên này thôi, và nó tạo ra người ta gọi đó là cái đối kháng do cạnh tranh vị trí gắn kết. Thì các bạn sẽ thấy họ giải thích, họ chỉ ghi một câu ha, không phối hợp ba cái kháng sinh đó lại do nó cạnh tranh trên vị trí gắn kết, và vị trí gắn kết đây nhiều là 50S, cho nên là nó không có phải là cứ bỏ vô cùng lúc thì nó sẽ tác dụng mạnh hơn, mà vì nó lo đeo vô chỗ này nên nó sẽ đấu đá nhau để nó nhảy vô một đứa chỉ mà này.
nó làm giảm, chỉ có đứa nào vô được ở đây mới có tác dụng, còn đương nhiên hai đứa còn lại giành không lại thì ở ngoài không có tác dụng gì hết. Đó là cái đối kháng mà diễn ra khi phối hợp. Cái thứ ba chúng ta nhớ nữa, đó là trên cái ribosome khi hình thành cái phức hợp khởi đầu cho tổng hợp protein thì nó có hai cái vị trí chúng ta gọi đó là vị trí A và vị trí B, nó viết tắt. A là tức là amino acid site, tức là cái vị trí mà chỗ đó cái AR vận chuyển nó sẽ đem cái amino acid mới vô đây. Còn B là peptidin site, tức là cái dây protein nó được tổng hợp nó đang nằm sẵn ở đó để nó chờ gắn một cái amino acid vô. Đây các bạn nhớ hai cái điểm đó giống giống vậy. Vậy thì để sinh tổng hợp protein thì đầu tiên nó phải chép cái thông tin từ ở cái ADN ra, cái thông tin cái gen này nó quy định à đây là để tổng hợp một cái protein gì đó, thì cái gen này nó sẽ chép thông tin ra ARN thông tin. Sau khi chép ra cái ARN thông tin xong rồi thì bây giờ cái ribosome bắt đầu có tín hiệu để tổng hợp protein, thì ribosome nó sẽ đến và nó tạo ra cái phức hợp khởi đầu. Đó là cái gồm có ARN thông tin nè, hai cái tiểu đơn vị và trong trường hợp này đó là 30 và 50 nè, và cái AR vận chuyển nó mang các cái amino acid. Và như vậy thì tùy theo cái mã phù hợp mà nó đến, nó mang cái AR cái amino acid đến gắn vô đây, và khi đó thì nó nối vô, nên chúng ta có cái vị trí A với vị trí B. Các bạn dùng ha, đây là chỗ mà amino acid được đem đến, còn cái đoạn protein được tổng hợp sẵn đã rồi đang nằm ở đó, và khi nó đến thì nó nối vô. Và như vậy thì nó sẽ trượt lên một cái bước bộ ba nữa để tạo ra một cái mã trống mới ở đây để nó đem vô và nó gắn vô nữa, thì đó là cái sinh tổng hợp protein. Chúng ta có thấy thấy nó diễn biến sẽ giống vậy. Đầu tiên ha là cái chép thông tin ra ARN thông tin từ một cái đoạn gen như vậy. Đầu tiên cái đoạn gen đó nó phải được mở sẵn, cái ADN phải mở sẵn ra. Phần này học ở phần cô nghe cô tài nguyên gì rồi đó ha. Và khi đó thì ribosome nó đến nó trượt, và cứ mỗi một bước bộ ba giống vậy thì ARN vận chuyển nó mang một cái amino acid được ghi mã đây đến, và nó hàn vô để nó kéo dài cái dây peptide ra, và khi nó đi hết cái đoạn mà ARN thông tin thì nó đã tổng hợp được cái protein mà theo yêu cầu của cái đoạn gen này nó chi phối. Nên cái thông tin di truyền nó được truyền ra qua quá trình dịch mã để tổng hợp ra các protein. Quá trình này người ta gọi đó là quá trình dịch dịch mã. Nó sẽ đi từng bước giống như vậy đó. Các bạn thấy, và chúng ta có hai cái vị trí A là cái chỗ đem amino acid vô, và cái B là cái chỗ mà cái đoạn protein đã được tổng hợp nó đang nằm. Để khi đem vô thì nó lại nối vô, đem vô thì nó lại nối vô, và nó đi di chuyển từng cái bước bộ ba một. Sinh tổng hợp protein thì nó diễn ra không phải chỉ có một cái ribosome, mà nó sẽ diễn ra nguyên một cái đoạn ADN gì thì có rất nhiều ribosome cùng trượt 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 đi để nó tổng hợp ra một lượng lớn protein cho con vi khuẩn xài, chứ không phải chỉ có một cái ribosome trượt trên một cái đoạn ADN. Các bạn nhớ ha, đi đoạn này ta gọi đó là polysome. Để chút trong cơ chế mình sẽ có nhắc tới cái từ này. Các bạn cũng vậy, các bạn cứ lên mạng tìm cho ra những cái hình. Hình này thì nó nằm trong cái quyển sách sinh tổng hợp protein, nó diễn tả các cái bước, và trong đó thì các bạn sẽ coi là cái quá trình nó gồm có ba cái bước. Bước đầu là nó hình thành phức hợp khởi đầu, bước thứ hai là nó bắt đầu nó tạo ra các cái dây protein tổng hợp, và cái bước cuối cùng là nó sẽ kết thúc quá trình tổng hợp. Hình thành phức hợp khởi đầu là cái việc gắn kết giữa một cái đoạn ARN thông tin mới vừa được chép ra cộng với cái tiểu đơn vị 30 S, rồi cộng với cái amino acid đầu tiên nằm trong cái bước cái đầu tiên của cái protein. Thì thông thường nếu người ta lấy con Staphylococcus aureus làm cái chuẩn thì cái thường nó hay xài đó là cái methionine trước, rồi sau đó đó thì nó sẽ bắt đầu nó gắn kết từ từ vô, và khi xong rồi thì tùy nó có thể sử dụng, các bạn nó sẽ sử dụng cái methionine hoặc là nó bỏ đi nó đi. Đầu
Tiên hết thì cái kế tiếp là cái giai đoạn đó là phức hợp cái đầu, phải không? Giai đoạn thứ hai là cái tiểu đơn vị mà 70 ớt nó sẽ đến nó gắn thành để hoàn thành cái phức hợp cái đầu và nó để cho cái amino acid đầu tiên vô vị trí B. Như vậy thì cái amino acid kế tiếp sẽ được vận chuyển vô và nên cái mã nó sẽ phù hợp ở chỗ cái đoạn trống A chỗ này, à, cái vị trí A. À, các bạn sẽ thấy ha, nó bắt đầu nó đem vô thì khi đó một cái AR nó vận chuyển phù hợp, nó sẽ mang một cái amino acid có cái mã để nó đi vô. Và sau khi đi vô xong rồi thì bắt đầu nó hình thành cái liên kết peptide để nối giữa hai cái amino acid này lại với nhau. Và khi hình thành xong thì cái đứa AR nó vận chuyển mang cái amino acid đầu tiên nên nó không còn chức năng gì nữa hết nên đương nhiên nó tróc ra nó đi. Và bây giờ thì cái vị trí mới được ghi mã ở bên tay phải. Thì bây giờ cái ribosome nó phải trượt lên một cái bước nữa để nó tạo ra một cái vị trí A mới, nên nó đi lên, nó chuyển đi và nó tạo ra A mới. Thì bây giờ nó trở ngược lại giống như là cái số 3. Vậy thì nó đem vô rồi nó hình thành liên kết peptide. Rồi nó lại di chuyển lên để tạo trống và khi nó di chuyển hết cái đoạn ở bên dưới rồi thì các bạn sẽ thấy các cái polypeptide được hình thành. À, khi nó di chuyển hết lên giống giống như vậy thì đó là một cái quá trình sinh tổng hợp protein bình thường diễn diễn ra. Và cái đoạn nguyên cái đoạn đó nhiều cái ribosome cùng trượt trên đó giống như vậy thì người ta gọi đó là cái polysome. Còn khi mà nó bị cắt đứt thành cái đoạn nhỏ nhỏ thì người ta gọi là monosome. Các bạn nhớ những cái từ đó ha. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi vô nhắc lại về vị trí gắn kết thì tetracycline với amino glycoside thì sẽ gắn ở tiểu đơn vị 30 ớt, còn các cái kháng sinh còn lại lencomycin, chlorampheniconazole và cái macrolide thì nó gắn ở tiểu đơn vị 50 ớt. Và trong đó thì vị trí tác động của từng cái kháng sinh một nó khác nhau. Cái thứ nhất đó là cái nhóm amino glycoside nó ức chế cái thành lập phức hợp khởi đầu, nó kết hợp với cái tiểu đơn vị 30 ớt nó làm biến dạng cái ribosome đi, đọc sai mã của cái tiểu đơn vị 30 ớt nên đưa đến đó là đem vô cái amino acid không đúng, hậu quả là tạo ra các protein không có đúng chức năng, bởi vì cái vị trí amino acid đó đã khác rồi nên cái protein tạo ra là không đúng con vi khuẩn yêu cầu. Và cái thứ ba là nó cắt cái đoạn polysome thành những cái đoạn monosome gắn. Giờ vô đây các bạn thấy ha, cái thứ nhất nó gắn vô trên cái tiểu đơn vị 30 ớt ở đây và nó không cho thành lập cái phức hợp ở đầu. Cái thứ hai nó gắn lên tiểu đơn vị 30 ớt nên nó cũng làm đọc sai mã chỗ này luôn nên dẫn đến cái amino acid đem vô là một cái amino acid lạ quắc và cái protein đó con vi khuẩn không có xài được. Cái cấu trúc trật tự của các cái amino acid ở đây đã bị thay đổi do cái đoạn gen ở đây đã bị biến dạng. Và cái thứ ba nó cắt cái polysome thành những cái đoạn ngắn monosome giống vậy nên cái protein cái peptidin được hình thành nó không phải là nguyên một cái protein mà con vi khuẩn yêu cầu nên nó cũng xài không có được. Và như vậy thì trong các cái nhóm thuốc hầu hết những cái thuốc tác động qua cơ chế ức chế tổng hợp protein các bạn sẽ thấy điều gì đây, nó ức chế sinh tổng hợp protein nên nó chỉ làm cho con vi khuẩn ngưng lại ở giai đoạn đó thôi nên hầu hết các thuốc này thì tác động đều có tác dụng kiềm khuẩn, tức là hễ thuốc hết tác dụng thì sinh tổng hợp protein của tế bào vi khuẩn có thể phát triển trở lại. Còn riêng cái nhóm amino glycoside thì người ta thấy có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh bởi vì nó chặn ngay cái đầu tiên. Đó là cái linezolid sau này nó cũng hoạt động theo cơ chế này các bạn. Linezolid nó cũng sẽ làm chặn ngay quá trình không cho thành lập cái phức hợp khởi đầu. Và nó nên linezolid amino glycoside thì nó lại có mang tính diệt diệt khuẩn, còn những cái kháng sinh còn lại thì mang tính kiềm kiềm khuẩn rất nhiều. Đó là cái cơ chế của amino acid nhớ ha. Cái tắt cơ chế của tetracycline thì nó đơn giản hơn, nó cũng gắn vô tiểu đơn vị 30 ớt nhưng nó không phá hủy cái ribosome mà nó lại là làm cho kẹn cái đường để không cho cái AR nó vận chuyển mang cái amino acid vô. Gắn trên tiểu đơn vị 30 ớt giống vậy. Và nó cản không cho cái AR nó vận chuyển mang cái amino acid vô để nó nối lại. Chứ còn cái khác với amino glycoside là nó gắn vô và nó cho vô nhưng mà vô một cái là lạ bởi vì nó làm sai sai cái mã. Còn cái
Loramphenicol thì nó bất quả cái enzyme mà nó tranferase là cái enzyme mà tạo cái liên kết peptide để nối hai cái amino acid lại với nhau, tức là chỗ này. Nó sẽ sử dụng cái enzyme tranpeptidin và nó sẽ nối hai đứa này lại với nhau để nó gắn lại giống như cái hình ở bên dưới số 5 đó ha các bạn. Thì loramphenicol nó làm bất hoạt cái enzyme đó. Còn cái loramphenicol ở cái lencosamide với cái maruric thì nó làm gì đây? Nó sẽ chặn không cho cái ribosome di chuyển lên một cái mã bộ ba nữa, nên dẫn đến là không có cái chỗ trống mới để tạo ra cái vị trí A để cho một cái AR vận chuyển mang một cái amino acid mới vô, nó chặn lại chỗ này. Nên bây giờ cái ribosome nó không di chuyển lên được nữa và nó không có cái vị trí mới ghi mã để cho một cái AR nó vận chuyển đem đem vô. Thì đó là cơ chế của những cái thuốc tác động trên ức chế sinh tổng hợp protein, được chưa? Vậy thì vị trí gắn kết khác, vị trí tác động khác trong cơ chế của nhóm thuốc này. Phải chịu khó nhớ một chút xíu nha các bạn, và nó giải thích cho cái việc người ta không phối hợp với những cái thuốc có cùng vị trí gắn kết cho cùng một lúc. Linezolid thì tôi nói ha, nó sẽ gắn vô cái phức hợp khởi đầu và nó không cho hình thành phức hợp khởi đầu. Cái vị trí gắn kết của nó thì lại nằm ở trên một cái trung tâm, một cái tiểu đơn vị đặc biệt của cái ribosome, đó là cái tiểu đơn vị 23 ớt, thì chứ nó không có nằm ở trên hẳn ở trên 30 hay 50, mà nó là một cái tiểu đơn vị đặc biệt. Vậy thì các bạn cũng giống vậy các bạn ơi, các bạn có thể tìm ra bất cứ một cái hình nào ở trên mạng để tìm cái vị trí tác động của thuốc nha. Xin lỗi các bạn nghe, tôi có điện thoại. Dạ chứ nghe. Chiều nay tôi có giờ dạy em, vừa đi họp hội đồng năng lương nữa, làm sao mà dạy được, nghỉ luôn đi. Em báo đi, còn cái gì của thằng Khánh yêu cầu đó là qua thứ hai họp. Còn em ra có mấy thông báo gì của trường đó thì gửi thông báo giao ban. Cái gì? Em chỉ nhắc ngày mai là đi như để coi hội nghị viên chức xong rồi thì có gì tuần sau mình giao ban, chứ giờ giao ban này làm gì, mai đi học rồi ha. Ý gì em, thôi để đó đi, giờ tôi không lo không cả, tôi mất rồi. Vậy nghe. Các bạn có thể thấy nha, đây là cái tiến trình sinh tổng hợp protein, nó đi theo từng bước giống vậy. Nó hình thành phức hợp khởi đầu, sau đó nó mang cái AR nó vận chuyển mang một cái amino acid vô. Nó gắn hai đứa này lại nha bằng cái liên kết peptide với xúc tác của cái enzyme peptidin transferase. Và sau đó thì nó lại di chuyển lên một cái bước bộ ba để tạo ra cái vị trí A mới để tiếp tục nó mang một cái amino acid khác vô. Vậy thì số 1, số 5, số 2, số 3, số 4 đó chính là vị trí tác động của kháng sinh nhóm này ha. Các bạn thấy đó, số 1 với số 5 đó là cái streptomycin và các amino acid, có phải là nó hình thành phức hợp khởi đầu không, và nó làm đọc sai mã. Khi đó AR vận chuyển mang cái amino acid lại quắt vô chứ không phải theo cái thứ tự mà quy định. Cái thứ hai là cái tetracycline nó cản không có cho vô. Cái thứ ba là cái loramphenicol nó làm bất hoạt cái enzyme mà không cho nối hai cái amino acid thứ tư với thứ năm lại nhau nè. Và cái thứ tư đó là cái erythromycin với clindamycin nó không cho cái ribosome trượt lên một bước nữa để tạo ra một cái vị trí mới. Thì đó là cái cơ chế của nhóm thuốc ức chế sinh tổng hợp protein. Giờ mình thấy cũng dễ hiểu ha các bạn. Thì chúng ta qua cái cơ chế thứ tư, đó là cái nhóm ức chế tổng hợp axit nucleic nhân. Thì chúng ta thấy đây là một cái quá trình gì đây? Quá trình sao mã để cho cái tế bào vi khuẩn nó muốn nhân đôi thì nó phải có một cái đủ một cái đoạn ADN mới. Thì như vậy thì cái chuyện đầu tiên hết là nó phải có các cái vật liệu di truyền để tổng hợp ra một cái sợi ADN đơn mới. Thì những cái kháng sinh nó sẽ được theo cơ chế này, nó đi theo ở chỗ này. Và dòm vô đây thì các bạn sẽ thấy, nhắc lại hiện nay người ta ít xài các cái nhóm quinolone mà người ta xài các nhóm fluoroquinolone. Tức là nhờ các fluoroquinolone nó khác quinolone ở chỗ nó có một cái nguyên tố fluor màu đỏ nè gắn vô trong cái nhân này, và người ta gọi đó là các fluoroquinolone các bạn.
Còn những cái công thức còn lại bên đây là rifampin, là trimethoprim, là sinfamid, đơn dân đó, cấu trúc rất là phức tạp. Đừng nhớ cấu trúc làm gì, chỉ cần nhớ chúng ta có nhóm quinolone với nhóm fluoroquinolone thôi, gắn cái nguyên tố vô, bởi vì mình đang xài những thứ đó nhiều. Vậy thì đầu tiên hết chúng ta sẽ thấy là nó phải mở cái sấn ra để, hoặc là nó chép cái thông tin ra, ARN thông tin, đó là trong cái trường hợp quá trình dịch mã, hoặc là nó mở sấn ra tạo ra hai cái sợi con rồi đơn, rồi từ đó nó mới cung cấp các cái vật liệu di truyền, các base editor để nó tổng hợp ra hai cái sợi đơn mới nữa để chúng ta có một cái bộ ADN mới. Nên đó là một cái sợi sáng kép. Thì cái việc mở này ra nó nhờ một cái enzyme mở xoắn, và khi mở ra nó chép ra, nó chép thông tin ra đây, thì quá trình này được gọi là quá trình dịch mã để sinh tổng hợp protein. Còn hoặc là nó sẽ tạo ra hai cái đoạn mới để cho ra hai cái cặp mới, thì đó là quá trình gọi là quá trình sao mã để nó nhân đôi tế bào, hai cái đó đó. Thì trong cái quá trình mở xoắn này ra giống như vậy, thì nó sẽ sử dụng hai cái enzyme, mà trong đó đầu tiên đó là cái topoisome, cái gira. Gira thì người ta còn gọi là topoisomerase 2. Nó chủ yếu nó hiện diện ở trên con rám âm, nên các quinolone nó sẽ làm bất hoạt cái enzyme này và đưa đến, dẫn đến cái quinolone, tức là cái thế hệ kinh điển đầu tiên đó, nó tác dụng chính yếu trên những con trực khuẩn rám âm, phổ nó không có mạnh. Người ta mới gắn cái nguyên tố fluor vô và chúng ta có nhóm fluoroquinolone, thì bây giờ nó ức chế luôn một cái enzyme thứ hai, nó mở sẵn ở cái chiều này, còn cái gira thì lại mở sẵn ở cái chiều này, và hai cái chiều sáng ngược với sáng xuôi đó, nó làm cho tác dụng của thuốc trở nên rất mạnh, nó ức chế cả hai cái enzyme này luôn, đó là topoisomerase 4 và cái gira, đưa đến nó là nó không cho mở sắn ra, nên nó không thể nào là nhân đôi hay là nó sao chép cái protein hết, nó sao chép ra ARN để mà tổng hợp protein, nên tác dụng của fluoroquinolone nó mạnh hơn, các bạn nhớ ha, nhờ có thêm một nguyên tố fluor nó làm bất hoạt, ngoài cái gì ra thì nó còn bất hoạt thêm cái topoisomerase 4. Cái enzyme này thì lại thấy rất nhiều ở trên con rám dương, cho nên là dẫn đến cái phổ bây giờ của các fluoroquinolone nó dần mặn dần lên, và đồng thời nó lấn qua cái phổ bên con rám dương. Đó là cái lý giải về cái cơ chế của thuốc. Còn sau khi nó chép ra rồi thì nó sẽ, ủa nó mở sẵn rồi, thì nó sẽ dùng một cái enzyme đó là polymerase để nó chép cái thông tin từ cái đoạn sắn, đoạn gen được mở ra đó, thì ra ARN thông tin, và khi đó nó sẽ đi tiếp cái bước hồi nãy mình thấy ha, đó là tổng hợp, sinh tổng hợp protein. Thì rifampin nó sẽ làm bất hoạt cái enzyme polymerase này, nên nó dẫn đến không cho chép cái thông tin từ cái đoạn gen đã được mở sẵn ra, đoạn ADN đã được mở sẵn ra, dẫn đến là không chép được cái thông tin ra đây, ra ARN thông tin. Cơ chế của rifampin, cái thuốc kháng lao nó đi theo cơ chế này, khi nó gắn lên cái NH rifampin chứ, nó gắn lên cái polymerase thì nó làm biến dạng polymerase đi, và do đó không có xúc tác được cho cái việc chép thông tin ra ARN thông tin. Đó là cơ chế của rifampin hết các bạn. Còn cơ chế của sinfamid và trimethoprim thì nó đi theo ở cái hướng là không cho tạo ra các cái vật liệu di truyền, tức là các cái base editor để nhân đôi cái ADN lên. Và cái hình này thì các bạn sẽ thấy trong tất cả các sách dược lý đều có. Nhìn vô đây các bạn thấy nó mô tả ha. Từ một cái tiền chất là axit para-aminobenzoic, thì nó dùng cái con vi khuẩn, nó dùng cái enzyme Zenteta để tổng hợp axit folic. Rồi nó dùng cái enzyme Reducta để tổng hợp ra cái dạng hoạt hóa của axit folic là F4. Sau đó nó tạo ra các base như là purine, thymidine, những cái nhóm này thì nó bắt đầu nó tổng hợp để nó cung cấp các cái A, T, G, X để ADN nó tự nhân đôi. Thì người ta sẽ thấy các cái sinfamid nó sẽ làm bất hoạt cái enzyme Zenteta này. Bởi vì sao? Bởi vì là nó nhái cái cấu trúc giống như para-aminobenzoic nè, và nó làm cho cái enzyme này gắn lên cái cơ chất và bị chết ở trên cái sinfamid luôn, không tổng hợp được axit folic cho vi khuẩn xài. Đó là cơ chế của sinfamid. Điều đó nó chỉ ra gì đây? Sinfamid chỉ có tác dụng khi còn giữ cái cơ chế giống như vậy, để con vi cái enzyme của con vi khuẩn nó mới dòm lộn, giống như cái beta lactam vậy đó các bạn, còn hãy đi ra khỏi cái cơ chế này thì thuốc hết tác dụng rồi nha. Và những cái gốc ER
nó gắn ở trên, còn lại thì nó chỉ giúp cho cái động dược động học của cái nhóm sulfamid dùng ở những cái đường cho thuốc hoặc là những cái chỗ nhiễm khuẩn khác nhau thôi. Phytorin nó chế đâu? Nó chế ở ngay chỗ cái enzyme reducta. Nó không cho biến một cái axit folic thành cái dạng FH4, tức là dạng hoạt hóa của axit folic để đi vô tổng hợp các purin với timidin. Thì nó bất hoạt chỗ này. Vậy thì nó giải thích cho chúng mình lý do tại sao khi phối hợp giữa cái sulfamide với trimethoprim nó tạo ra hiệp đồng nhân ha. Do bởi vì nó chế liên tục luôn hai cái tiến trình trong cái quá trình sinh tổng hợp axit nucleic của nhân, thì như vậy á là nó dẫn đến cái tác dụng nó rất mạnh và nó tác dụng với một cái tỷ lệ phù hợp để tạo vô cái nồng độ nó ức chế, thằng này ức chế giai đoạn này, thằng này ức chế giai đoạn này. Cái nồng độ đó thì ở bên trong cái người ta chỉ ra cái nồng độ thực tế nó là 1/20 là nồng độ trong máu, còn cái khối lượng các bạn quan sát ở bên ngoài cái chế phẩm nó sẽ ghi là 1/5, cho nên cái nào cũng đúng hết. Nhưng chúng ta phải nhớ 1/20 là tỷ lệ nồng độ tạo thành trong máu, còn 1/5 là tỷ lệ khối lượng của nó đưa vô. Bởi vì hai cái thuốc có dược động học khác nhau nên nó hấp thu khác nhau, nên từ cái tỷ lệ khối lượng 1/5 nó đem vô trong máu thành cái tỷ lệ trong máu là 1/20, và đó là cái nồng độ hiệu quả, cái phối hợp và cái nồng độ hiệu quả. Các bạn đọc phải hiểu cái chỗ đó đêm thôi, tại sao thấy có chỗ nó 1/5, có chỗ nó 1/20 nghe, nên ta chú ý. Vậy cái nó giải thích tiếp cho chúng ta nè, cái tại làm sao mà đọc tính chọn lọc dồn vô đây, cái con vi khuẩn nó sử dụng tổng hợp các ba giờ nitơ, nó xuất phát từ cái tiền chất ở ngoài ngoại bào, đó là axit paraaminobenzoic, nó cái enzyme này nè, nó có tế bào vi khuẩn và sulfamide nó làm bất hoạt cái enzyme này do dòm lộn gắn lên trên nó mất tác dụng. Còn ở người thì nó mình không có cái enzyme này hết các bạn, nên đọc tính chọn lọc nó thể hiện vậy. Người ở đâu có axit folic nó lấy thẳng axit nó làm biến lắm, nên phải cung cấp thẳng axit folic để cho cái tế bào người tổng hợp các ba giờ nitơ nhân đôi tế bào nhân đôi ADN, đó là cái làm biến của tế bào người. Nhưng mà nhờ vậy mà nó lại thoát ra khỏi cái tác dụng của cái sulfamide. Các bạn thấy những cái người có thai đúng dân người ta kêu khuyên uống axit folic được thêm ha, người ta chỉ định thêm đó là do cung cấp các cái tiền chất để tổng hợp các ba giờ nitơ. Thì cái axit folic đó chính là vitamin B9. Các bạn lật ra coi trong cái chức năng của vitamin B9 nó làm gì, có phải là nó liên quan đến việc tổng hợp các axit nucleic không? Vậy thì trimethoprim có đặc tính chọn lọc không? Nó có, nhưng mà dồn vô thì các bạn sẽ thấy ở người cũng sẽ sử dụng cái enzyme này để tổng hợp thành các cái ba giờ nitơ phải không? Cho nên trimethoprim nó độc, rất độc đối với cái trong cái chỉ định sử dụng ở người. Và các bạn sẽ thấy dần dần người ta hạn chế, người ta không xếp nó vô trong cái nhóm kháng sinh mà người ta xếp nó vô trong cái nhóm thuốc có tác dụng kháng khuẩn mà người ta gọi là quá trị liệu. Quá trị liệu tác dụng rất mạnh, và đồng thời trong hàng trăm ngàn chất thì người ta chọn lọc ra được trimethoprim để sử dụng. Bởi vì cái độ nhạy cảm của cái enzyme này với trimethoprim ở trên tế bào vi khuẩn thì rất là thấp, còn để cái trimethoprim này ức chế được tế bào cái reducta này ở người thì nó phải có cái nồng độ gấp 200 lần cái nồng độ ức chế được tế bào vi khuẩn, nên đó cũng là một cái bước chọn lọc mà người ta có thể sử dụng trimethoprim. Nhưng dù muốn dù không gì nó vẫn là cái độc tính nó vẫn diễn ra. Đó là cái các bạn sẽ thấy ha, độc tính chọn lọc ra. Nhìn vô trong cơ chế này nó giải thích cho ông ta cái sự phối hợp giữa cái sulfamide và cái trimethoprim. Nó còn phối hợp cho cơ chế của một chất trước đây, đó là cái sulfamethoxazole cộng với một chất mà mình có nhắc ở trong này, đó là pyrimetamine nữa các bạn. Pyrimetamine nó cũng tác động giống như cái trimethoprim ở ngay chỗ này. Và cái phối hợp giữa sulfamethoxazole với trimethoprim thì trước đây nó có một cái chế phẩm khá nổi tiếng, đó là fungicida. Có nghe nói không? Fungicida là cái chế phẩm điều trị sốt rét. Bởi vì tất cả những cái này nó đều đi dẫn đến là không cho nhân nhân đôi tế bào hết để tế bào vi khuẩn ký sinh được phát triển. Và dồn vô đây thì nó cũng dẫn đến một cái cơ chế của một cái nhóm thuốc được sử dụng đầu tiên ở trong quá trị liệu ung thư. Có phải cái việc hình thành các cái nhân đôi tế bào để tạo nó cũng là do xuất phát từ cái tiến trình này?
Như vậy nếu không kiểm soát được thì nó tạo thành cái mô ung thư, tức là một cái sự phát triển vô tổ chức, tế bào nó nhân đôi không kiểm soát được, nó thành các cái mô ung thư phải không? Nó tế bào ung thư. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta mình cũng có cho nó tác dụng ức chế được ở chỗ này thì nó cũng dẫn đến có thể tác dụng trong điều trị ung thư. Và cái thuốc đầu tiên trong quá trị liệu nó nằm ngay vị trí của trimethoprim, nó cũng là một cái thuốc, đó là cái methotrexate. Các bạn có nghe nhắc bao giờ chưa? Methotrexate nó là thuốc quá trị liệu, nhưng độc tính của nó cùng với những cái nhóm này nè, nên nó dẫn đến cái methotrexate hiện nay người ta cũng không có còn xài ở trong cái quá trị liệu trong điều trị ung thư nữa. Trimethoprim sulfamide cũng ít xài trong cái tác dụng kháng khuẩn, bởi vì do cái độc tính của nó. Độc tính gì đây? Các bạn sẽ thấy với cái cơ chế ức chế giống như vậy thì bất cứ cái loại tế bào nào mà cần quá trình nhân đôi rất nhanh để nó phát triển thì đều bị ảnh hưởng hết, đúng không? Bởi vì nó bị ảnh hưởng trong quá trình nhân đôi tế bào hết ở đây. Thì trên cơ thể mình hai cái nào mà cần có tốc độ tái tạo tế bào cao, đó là một là tế bào máu, hai là tế bào thần kinh. Cho nên là gần như độc tính của những cái nhóm thuốc này đều liên quan đến độc tính trên máu, gây thiếu máu, đều liên quan đến những tổn hại trên các cái mô thần kinh thượng dân rất nhiều. Và các bạn sẽ thấy cái độc tính của nhóm methotrexate thượng dân nó liên quan đến cái quá trị liệu đó, thì nó dẫn đến thiếu máu, rụng tóc thượng dân, phải không? Thì những cái phản ứng này đi theo cái nhóm cơ chế này đều dẫn đến cái những ảnh hưởng lên ngay những cái nhóm tế bào nào mà cần có cái tốc độ tái tạo nhanh để sử dụng, cơ thể sử dụng, thì nó dẫn đến thiếu ngay tức khắc, bị nứt chết. Và vậy thì các bạn sẽ thấy cái methotrexate hiện nay người ta không có sử dụng trong quá trị liệu nữa để điều trị ung thư, nhưng họ cũng lại được chỉ định trong một cái trường hợp mà hiện nay nó là cái thuốc đầu tay cũng được lựa chọn nhiều trong chỉ định, đó là cái ung thư buồng trứng, gì cái thai trứng. Thai trứng thì có phải cũng là một cái sự phát triển không kiểm soát được của cái tế bào không, nên là họ chỉ định cái methotrexate ở trong cái thai trứng các bạn, thì đó cũng dựa theo cái cơ chế giống vậy. Cho nên khi các bạn học á, các bạn cố gắng kiếm ra cái cơ chế của thuốc dòm vô thì chúng ta nhớ hết, biết vị trí tác động của cái thuốc dễ hơn là chúng ta ngồi đọc nguyên một cái đoạn nó ghi ở trên giống vậy ha. Và nhắc lại thì các cái sulfamide nó vẫn tác dụng theo kiểu gì đây? Đó là theo cái kiểu đối kháng, nó nhái cái cấu trúc của cái tiền chất nên nó đưa đến dẫn đến tác dụng. Còn cái cấu trúc lúc nào nó cũng phải giữ cái cấu trúc bara giống như vậy để cho nó giống với cái nhóm amino benzoic acid, để cho cái enzyme này nó dồn lộn. Và những cái cấu trúc của những cái gốc R đi kèm theo thì nó chỉ tạo ra những cái dược động học của thuốc thôi. Ví dụ các bạn sẽ thấy khi thay cái gốc R bằng cái gốc này thì ta có cái sulfaguanidin, và gần như là nó sẽ không có gắn kết, nó không hấp thu được, nó không có tác dụng. Ngoài ra thì nó có những cái sulfa mà nó tan trong nước rất nhanh, mà người ta được chỉ định trong trường hợp điều trị nhiễm trùng tiểu, như là cái sulfacetamide, hay là người ta sẽ chỉ định cho một số các cái trường hợp đặc biệt. Thì đó là cái cơ chế tác dụng. Cái phần gốc này nó chỉ thay đổi để tạo ra dược động học của thuốc để người ta chỉ định thôi. Như vậy thì nếu chúng ta gộp chung lại giữa các cái thuốc tác động với nhau, xin lỗi các bạn. Dạ alo, chứ nghe tôi đang có giờ dạy em ơi, đang nghe trễ dữ lắm rồi, nghe để khi khác đi nha. Thì các bạn sẽ thấy nha, là khi những cái thuốc này nó liên lạc nguyên một cái về với nhau, nó tóm tắt cho chúng ta cái bản này, nó có trong cái quyển dược được học dịch từ cuốn Goodman của cô Hằng, các bạn có thể lấy cái bản này ra để ngồi nhớ. Cái vi khuẩn nó mở cái dòng sắn ADN và quinolone, nó làm bất hoạt cái enzyme mở dòng, nó chép thông tin ra, AR là thông tin để sinh tổng hợp protein, rifampin nó làm bất hoạt cái enzyme này. Sau đó thì quá trình hình thành phức hợp khởi đầu diễn ra, amino lipoxit nó sẽ bất hoạt. Sau đó thì bắt đầu chlorampheniconazole nó sẽ ức chế cái enzyme để tạo ra cái liên kết peptide và kéo dài cái quá trình hình thành, tức là không cho cái ribosome trượt đi một cái bước bộ ba. Giống vậy thì những cái kháng sinh này nó là, thì các bạn sẽ thấy
nó có rất nhiều cái bản. Nếu bây giờ chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ học rất nhanh, mà tất cả nó đều dựa vô gì đây, nó là quá trình dịch mã và quá trình sao mã của cái quá trình sinh tổng hợp protein, hay là của cái tế bào vi khuẩn, hay cả tế bào người. Phía bên đây thì sympharmic nó tác động để nó không cho cung cấp ra các cái progenitor để nhân đôi tế bào. Đó là cái để các bạn thấy ha. Dạ, tôi nói hôm qua đó, các bạn cứ coi cơ chế bây giờ nó xuất hiện đầy đủ hết. Giả sử như lấy cái hình này và lấy cái hình này, cái màu cam của nó là cái giác tế bào, cái màu đen là cái màng bào tương. Cơ chế những cái nhóm thuốc ức chế tổng hợp giác tế bào nó nằm bên nhóm này. Ở trên này gồm có sucralserin, vancomycin, bacitracin và các beta lactam. Cái nhóm thứ hai là nhóm làm thay đổi, nó phá hủy luôn tính thấm của màng tế bào, đó là các polymyxin, colistin, đồng dân thuốc kháng năm. Nhóm thứ ba là nhóm ức chế sinh tổng hợp protein, và chúng ta lại có chia ra làm hai nhóm, cái nhóm gắn trên tiểu đơn vị 50S và cái nhóm gắn trên tiểu đơn vị 30S, gồm có tetracycline và các cái amino glycosidic. Có đúng không? Rồi cái nhóm còn lại là nhóm ức chế trên quá trình tổng hợp axit nucleic nhân, gồm có gì đây? Sympharmic với trimethoprim trong quá trình chuyển hóa của cái axit folic. Còn bây giờ cái thông tin được chép ra thì nhờ cái enzyme mở sắn trước hết là gira, thì quinolone phá hủy ức chế chép thông tin ra ARN thông tin thì nhờ rifampin ức chế polymerase, và sau đó thì bắt đầu các thuốc ức chế sinh tổng hợp protein tham gia vô. Được chưa? Thì nó đơn giản đó. Nếu các bạn chỉ cần lấy học, chúng ta chỉ hiểu bây giờ đọc học chi tiết, nhớ chi tiết thêm thôi, gắn vô vị trí tác động chỗ nào, vị trí gắn kết đã gắn ở đâu, đọc tính chọn lọc là cái nhóm nào, đọc tính chọn lọc nó thể hiện ra chỗ nào nha. Đó là cái cơ chế tác động. Thì cái việc vận dụng một cái cơ chế tác động nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta phối hợp hay không phối hợp những cái nhóm kháng sinh với nhau được. Thường thì trong cái điều trị những cái nhiễm trùng nhẹ, trung bình, nhân dân thì người ta không có khuyến cáo phối hợp kháng sinh. Phối hợp kháng sinh chỉ được đặt ra theo những cái nguyên tắc nhất định. Trong một số các trường hợp được phép bắt đầu nghĩ tới phối hợp kháng sinh thì nó có cái nguyên tắc. Và như vậy á, thì không phải là cứ hễ bỏ càng nhiều kháng sinh vô thì các tác dụng càng càng tốt. Nên khi phối hợp kháng sinh đặt ra thì các bạn phải coi coi họ phối hợp giống vậy thì tình trạng bệnh lý làm sao, cơ chế nào họ dựa vô để họ phối hợp, để mình mới coi, mình mới hiểu một cái phác đồ phối hợp nha. Dù bây giờ đặt trong trường hợp nè, cefixim với amoxicillin, một cái là cephalosporin, một cái là penicillin, đều nằm trong cái dòng beta lactam ha. Cả hai cái cơ chế của nó đều là ức chế cái enzyme transpeptida trong cái việc mà tạo ra cầu nối băng ta ricin. Vậy thì bây giờ phối hợp được hay không, có cạnh tranh hay không, đó là cái vấn đề đặt đặt ra. Và các bạn cũng thấy ha, trên thực tế thì có phác đồ điều trị phối hợp nó hay không nó hiếm lắm ạ. Bởi vì nên luôn luôn nó dẫn đến người ta nghĩ một điều mà không phải đúng đó các bạn, là không nên phối hợp các cái chất, các kháng sinh có cùng cơ chế. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ ở cái hướng ngược lại, mọi những cái kháng sinh cùng một nhóm á, thì nó lại gây ra độc tính giống nhau. Nên người ta nguyên tắc mà trong phối hợp kháng sinh người ta nói rất rõ, không phối hợp những kháng sinh có cùng độc tính trên một cơ quan, thì cái đó là người ta không phối hợp đúng. Còn nếu chỉ nói là dựa vô cái cơ chế không để không phối hợp hai cái kháng sinh cùng một nhóm thì cái điều đó nó cũng không có đúng lắm nha. Nên chúng ta phải tùy theo cái chúng ta đang muốn cái gì. Ví dụ trong trường hợp này, penicillin và cái nguyên tắc chính của phối hợp kháng sinh nó có ba nguyên tắc à. Một là phối hợp phải mang tính hiệp đồng hiệu quả, hai là phối hợp tránh cái đề kháng diễn ra, đối kháng diễn ra, và ba là không phối hợp các kháng sinh có cùng một cái độc tính trên một cơ quan hay là gây ra đề kháng chéo. Đề kháng chéo là gì thì nữa, trong phần đề kháng chúng ta sẽ có. Như thì bây giờ cái phối hợp giữa penicillin với aminoglycosid họ cho là một cái hiệp đồng, đây là hai cái nhóm cơ chế tác dụng khác nhau. Trong đó penicillin nó ức chế tổng hợp với tế bào, còn aminoglycosid thì nó ức chế sinh tổng hợp protein. Nhưng mà mình nhớ cái tính chất aminoglycosid là những cái cation tan trong nước, nó thân phân cực rất mạnh, cho nên nó không bao giờ nó vượt qua được cái lớp hàng rào màng tế bào hết. Nên người ta cho phối hợp với penicillin vô phá cái giác tế bào.
và khi đó thì amino liposide nó mới có khả năng thấm vô bên trong cái dách và nó bắt đầu nó làm bất hoạt đi cái sinh tổng hợp protein, nên nó tạo ra một cái hiệp đồng. Đó là cái cơ chế hiệp đồng diễn ra. Như vậy thì tetracycline cũng là một cái chất nằm chung nhóm amino liposide cũng ức chế sinh tổng hợp protein, nhưng phối hợp với penicillin thì lại gây ra đối kháng. Lý do tại sao các bạn? Nó là do khác biệt y dược tổng hợp. Amino liposide là những cái chất phân cực thân nước, còn tetracycline lại là những chất không phân cực thân mỡ rất cao, cho nên bỏ vô cái là nó dược vô ngay được qua hàng rào màng tế bào, và khi vô ngay được thì nó ức chế sinh tổng hợp protein, và ức chế sinh tổng hợp protein thì nó làm cho con vi khuẩn chuyển sang cái trạng thái nghỉ, mà hễ khi bắt đầu chuyển qua cái trạng thái nghỉ thì nó có nhân đôi tế bào không? Nó không nhân đôi. Nó không nhân đôi tế bào thì nó không có tổng hợp với tế bào, mà không tổng hợp với tế bào thì penicillin cho vô không để làm gì hết, nên dẫn đến bây giờ chúng ta lại cho dư cái penicillin và thậm chí gây ra cái tác dụng phụ cho đối với cái penicillin cho cơ thể người bệnh, hay là gây ra cái đối kháng đề kháng phát triển cho vi khuẩn đối với penicillin. Thì đó là dòm vô, mặc dù amino liposide tetracycline cùng một cái nhóm ức chế sinh tổng hợp protein, nhưng hãy phối hợp với penicillin thì một cái hiệp đồng, cái đó khác ha, là do nó khác biệt với nhau về cái tính chất dược đồng học, chứ không phải là do cái cùng cơ chế mà chúng ta không phối hợp được nha. Đó là cái để chúng ta chú ý, phối hợp phải mang hiệu quả hiệp đồng, mình giải thích rồi, đó là sulfamethoxazole với trimethoprim ha, hay là phối hợp mang cái hiệu quả hiệp đồng. Trong trường hợp này đây là một cái hiệp đồng tương hỗ giữa cái ampicillin với simvastatin, mình cũng mới giải thích trong cái phần cơ chế tác động. Như thì chỉ định một cái kháng sinh chỉ có ampicillin, chỉ có đơn độc amoxicillin thì khác với một cái chế phẩm mà có thêm simvastatin hay là có axit lavulanic, bởi vì cái tính chất nó có xuất hiện cái beta lactam hay không. Đó là cái khác biệt của hai cái dạng hoạt chất. Người ta không phối hợp những cái mà gọi là giống như là cái cổ điển vậy đó, cái nó lúc nào nó cũng điển hình đó. Đó là cái tetracycline với penicillin giải thích rồi ha, erythromycin, lancomycin, loravinicol, hiểu chưa? Họ chỉ ghi một cái câu đơn giản là do cạnh tranh trên cái tiểu đơn vị 50 ớt, thấy không? Do nó gắn trên cái tiểu đơn vị 50 ớt giống như vậy, nên là ba đứa nó lo nó giành nhau nó vô, chứ nó không có lo là nó tác dụng, thấy không? Hoặc là người ta sẽ không phối hợp một cái trường hợp khá đặc biệt mà chúng ta phải biết cái tính chất của cái dạng bào chế, đó là hiện tượng tương kỵ. Những cái kháng sinh các bạn thấy cấu trúc phân tử rất phức tạp và thể tạo ra một cái dạng dung dịch tiêm, thì người ta phải chuyển nó qua một cái dạng muối để chuyển thành cái muối tan, và người ta sẽ hòa trong cái dung môi. Như vậy thì pH môi trường thay đổi, dung môi có thể thay đổi nếu phối hợp hai cái thuốc đó lại, thì nó dẫn đến cái tính tan nó khác nhau trong một cái dung môi, và nó có thể dẫn đến là tạo ra cái tương kỵ, dẫn đến nó mất hoạt tính, tức là bây giờ nó sẽ tủa lại ở trong cái đường truyền, nếu chúng ta mượn đường truyền vô, hoặc chúng ta phối hai cái kháng sinh hay không phối, lấy cái ống tiêm rút kháng sinh này tiêm trước rồi lấy lại nó, rồi cũng cái ống tiêm đó rút kháng sinh thứ hai tiêm, là coi chừng bị tủa, bị dạ, bị nó phá hủy hư giống vậy. Thì hiện tượng này đó là hiện tượng tương kỵ, hay là nó là cái phối hợp, đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái tình trạng giống như vậy. Thì người ta tránh phối hợp những kháng sinh có đề kháng chéo hay gây độc tính trên cùng cơ quan. Đề kháng chéo là gì nữa, trong phần đề kháng chúng ta sẽ nhắc. Còn đương nhiên hai cái kháng sinh mà cùng gây độc trên cái tế bào thận lại cho dụng lúc, thì đương nhiên độc tính nó sẽ diễn ra nhanh hơn à. Nè. Đó là cái mà chúng ta sẽ chú ý tới. Còn cái đề kháng chéo được định nghĩa là gì, là khi một cái con vi khuẩn kháng một cái kháng sinh này rồi thì nó cũng kháng luôn một cái kháng sinh kia luôn, thì người ta nói hai cái kháng sinh đó là đề kháng chéo với nhau. Và trên thực tế người ta sẽ cho cái tỷ lệ đề kháng chéo giữa những cái kháng sinh giống vậy. Ví dụ gần như hầu hết tất cả các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ thứ hai là đề kháng chéo nhau hết toàn bộ. Tức là dùng một cái kháng sinh ở trong cái nhóm thứ hai này rồi thì đã bị kháng rồi, thì người ta không có thấy được những cái các kháng sinh khác còn lại trong nhóm thứ hai. Ha. Các bạn thấy, còn trong khi đó thì cái levolaxacin nó lại là cho ra một cái đề kháng chéo với những cái levolaxacin còn lại trong nhóm rất là thấp, rất là thấp.
cái cephalosporin thế hệ thứ ba thì tỷ lệ đề kháng chéo trong cùng một cái nhóm đối với cái những cái con nè ở trên đó các bạn, nó thay đổi theo những cái dòng vi khuẩn nha, chứ nó không phải là cứ hễ xảy ra con này thì trên con kia cũng y giống vậy. Mà khi các bạn đọc một cái tiêu đề thì phải biết đây là cái tỷ lệ đề kháng chéo giữa các kháng sinh cùng một nhóm với nhau trên cái nhiễm trùng do cái con này gây ra nè, ha. Con này gây ra chứ không phải là đề kháng chéo là đề kháng chéo hết toàn bộ ha. Thì một trong những cái quan trọng nhất để cho phối hợp kháng sinh hiện nay là ở chỗ dựa vô bằng chứng y học. Người ta giờ không có cái thời gian để người ta nghiên cứu ở hai cái thuốc đó cho vô cơ chế làm sao giải thích từ từ, mà bây giờ họ đưa thẳng sử dụng, họ hồi cứu lại bệnh án hoặc là họ tập hợp hoặc làm các phân tích gộp để họ chỉ ra một cái bằng chứng y học hai đứa này phối hợp lại với nhau là có hiệu quả nên sử dụng, hai đứa này phối hợp lại với nhau thì nó gây đối kháng mất tác dụng rất nhiều trong cái số liệu hồ sơ mà người ta đã hồi cứu lại đừng sạc. Và sau đó thì người ta mới đi sâu vô nghiên cứu giải thích cơ chế, còn cái đầu tiên là người ta dựa vô ngay cái bằng chứng y học. Những cái bằng chứng y học này nó có từ rất lâu và bây giờ nó thay đổi theo thời gian, ví dụ như là họ cho thấy họ hồi cứu hồ sơ bệnh án và họ công bố năm 1951 điều trị cái viêm màng não do phế cầu khuẩn dùng penicillin thì tử vong họ thống kê được là 21%, mà bỏ tetracycline vô tử vong là 71%. Vậy bây giờ phối hợp đâu có tốt đâu, tăng tử vong lên. Rồi sau này họ mới bắt đầu họ nghiên cứu, họ chỉ ra cái hai đứa này là khác nhau về cái tính chất nha, tính chất, hay là trong trường hợp cái ampicillin dùng mình trong điều trị viêm màng não do trực khuẩn thì tử vong 4,3, mà bỏ chung thêm như chloramphenicol, streptomycin thì tỷ lệ tử vong lại tăng lên gấp đôi, 10, 10,5. Đây là cái bằng chứng y học để người ta đừng xài. Cho nên cái bằng chứng y học rất quan trọng. Nó giới thiệu cho mình phác đồ hai thuốc, ba thuốc trong điều trị nhiễm H. pylori nè. Ha. Tại sao lại phối hợp được ba cái thứ này lại nhau giống vậy, phải không? Rồi kế tiếp là một mình sulbactam thì cái tác dụng ở trên con Acinetobacter nó thấp, mình meronem tác dụng cũng thấp, mà bỏ hai đứa chung lại nhau thì xài rất tốt. Cho nên hiện nay người ta lại sau khi dùng meronem mà bắt đầu kháng thuốc từ từ rồi thì họ lại cho phối hợp sulbactam với meronem. Những cái bằng chứng này nó phải được công bố trong những cái tài liệu tạp chí có uy tín nên để người ta dựa vô người ta điều trị, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sinh tính mạng bệnh nhân mà. Hay bây giờ cũng meronem colistin phối hợp thì cái hiệu quả điều trị trên Acinetobacter baumannii nó tốt hơn rất nhiều so với cái phối hợp colistin với imipenem, hay phối hợp colistin với các aminoglycosid với cipro với cephalosporin. Thì người ta sẽ thấy gì thì ưu tiên phối hợp colistin tốt hơn. Đó là những cái người ta gọi là bằng chứng y học, và chính vì bằng chứng y học đó mà chúng ta sẽ thấy cho đến bây giờ người ta không chưa có phối hợp các cái dẫn xuất các cái cephalosporin với những chất ức chế beta-lactamase, họ chưa cho xài, trừ một cái cặp duy nhất mà cái Bộ Y tế Việt Nam hiện nay họ cho thấy đây, họ ghi nè những cái dữ liệu in vitro cho thấy hợp đồng cho nên họ cho xài trong một số các trường hợp nằm bên dưới đó, là cái phối hợp duy nhất hiện nay đó là sulbactam cộng với sulfoberazole. Như thì một cái chế phẩm mà có một mình sulfoberazole thì chỉ định khác ha, còn một cái chế phẩm mà phối hợp với sulbactam cộng với cái sulfoberazole thì lại chỉ định khác. Ở trong này nó chỉ định rộng rãi trong điều trị nhiễm khuẩn gram âm, mà nhất là cái con Acinetobacter baumannii đã đa kháng thuốc. Thì các bạn sẽ thấy ha, đó là cái mình hiểu cái phối hợp của nó và nó được đưa vô cái bằng chứng y học. Còn đối với cái Sep-tri với Tazobactam thì hiện nay chỉ dựa vô nghiên cứu động vật nên chưa cho phép xài người. Nên người ta không có bằng chứng y học không thỏa đáng cho nên là người ta không không có cho xài. Đúng không? Hay tương tự cái cefixime với axit clavulanic cũng vậy nha. Không có cái thử nghiệm nên người ta không có cho, bởi vì hiện nay chưa có cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để đối chứng và do đó rất ít các cái cơ quan quản lý cấp phép. Thì ở đây họ thấy chỉ có lưu hành ở Ấn Độ thôi nên Việt Nam mình cũng không dám cho xài, nên họ dựa rất lớn vô bằng chứng y học đó các bạn, để chúng ta thấy. Thì hiện nay những cái nghiên cứu mới hiện nay
hướng tới những cái cephalopodin thế hệ mới hơn và phối hợp với những cái chất ức chế beta-lactam mới hơn nữa. Thì như tôi nói, hiện nay dạ Basa là cái mà người ta đang hướng tới cho thị trường Việt Nam. Một số các bệnh viện lớn thành phố Hồ Chí Minh nó đang bắt đầu hướng tới đứa này. Thì khi kia chờ hoặc là Bộ Y tế có thể sẽ bắt đầu cho phép lưu hành. Thì đó là cái hướng ha. Vậy thì quay lại trả lời cho cái câu hỏi phối hợp kháng sinh hay không, phối hợp gì, thì chúng ta không có tin vô một bất cứ một cái nguồn tài liệu nào không có chứng cứ y học rõ ràng hết. Nói gì nói kệ bà đó, đừng để ý. Cái quan trọng nhất chúng ta sử dụng là gì, là theo phác đồ điều trị kinh nghiệm người ta đã được ban hành, và cái thứ hai là trên những cái tạp chí, những cái bằng chứng y học xác đáng, trên cái tạp chí uy tín, trên những cái hội nghị hội thảo do các hãng thuốc nó công bố có nghiên cứu này nọ, nó chỉ ra thực nghiệm trên cái bằng chứng y học lâm sàng cho thấy là dạng vậy, cái độ mạnh, cái độ tin cậy của cái bằng chứng đó thì mình xài. Còn lại bất cứ nói cái gì lung tung nữa, không mắc gì phải nghe. Nói cái chuyện cái tỷ lệ dịch tễ học đề kháng của vi khuẩn, làm sao mà nói cái chuyện giữa thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ tương đương nhau được, mà dùng cái liều giống nhau hay là phối hợp giống nhau, phải không các bạn? Cho nên là những cái thông tin đôi khi các bạn cũng phải biết lựa chọn ha, để chúng ta sử dụng. Thì, cho ví dụ là họ đưa vô thì họ cũng giải thích nữa. Bây giờ cái Enterobacteriaceae kháng carbapenem rất nhiều, do nó con vi khuẩn đã tiết ra carbapenema nên nó phá carbapenem. Vậy thì bây giờ nên dùng những cái phối hợp giống vậy nè, tài liệu y học bằng chứng ở dưới nó được đăng ở đây vậy vậy nè. Và họ cũng chỉ ra rằng cái colistin nó độc với toàn thân, sử dụng đường khí dung có hiệu quả không, thì họ thấy gần như nó vô phổi rất kém, cho nên không phải là cứ chuyển qua đường khí dung thì colistin lại cho hiệu quả điều trị, nên họ chấp nhận dùng cái đường tiêm colistin để và điều trị và giải quyết tác dụng phụ độc trên thận của colistin. Hay là họ dựa vô các cái hiện nay một cái chế độ double, tức là tăng gấp đôi liều của carbapenem, cũng đang hướng tới trong nhiễm những cái con được gọi là toàn kháng, những cái con Leptospira pneumoniae mà toàn kháng, tức là nó tiết ra được cái carbapenema và gần như là hết thuốc để điều trị hiện nay. Thì người ta lại nghĩ ở tăng gấp bô lên, tăng gấp đôi cái carbapenem lên để coi thử thế nào. Thì giới thiệu thêm các bạn một số cái kháng sinh mới, nó mới được giới thiệu, được chấp nhận FDA rồi nghe. Còn cái việc ở Việt Nam có hay không nữa thì nó đang hướng tới nhất là cái ceftolozane, tazobactam, cái dạng Sapa đó các bạn, thì nó đang hướng tới cái đó. Còn ngoài ra thì nó có thêm một số các thuốc nữa. FDA Hoa Kỳ thì nó cho rồi, nhưng Việt Nam mình thì người ta đang xem xét để ta đưa vô từ từ. Thì đó là cái gì giải thích cơ chế tác động nha. Và các bạn sẽ thấy việc hiểu thiệt rõ cơ chế tác động thì mới mong chúng ta có thể phối hợp kháng sinh được đúng. Chọn các kháng sinh là đúng rồi, còn phải muốn phối hợp thì phải hiểu thiệt rõ cơ chế. Đó là cái phần về cơ chế tác động tôi muốn trình bày với các bạn nha. Thì chúng ta sẽ qua một cái phần kế tiếp, đó là cái đề kháng với cái độc tính, nó có rút được chừng nào hay nấy, thì buổi chiều nay để cho mình kết thúc cho nó khỏe các bạn. Cố gắng tới khoảng hơn 11 giờ thôi chứ không có hơn được nữa đâu, tại vì chiều tôi còn phải dạy 2 tiết đầu nữa. Chúng ta sẽ qua đề kháng. Đề kháng kháng sinh thì nó chỉ ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta điều trị thất bại đối với một cái tác nhân gây bệnh. Phần này thì nó liên quan nhiều đến cái con vi sinh, bởi vì chính cái con vi sinh nó, cái con vi khuẩn nó mới tạo ra cái cơ chế kháng thuốc. Nhưng bên cạnh đó nó liên quan đến một cái yếu tố thứ hai nữa, đó là cái thuốc chúng ta đang có. Và cái thứ ba nó liên quan đến cái gì đây, cái cách chúng ta sử dụng, tức là cái con người. Như thì lúc nào nó cũng sẽ thể hiện ba yếu tố. Hãy dùng kháng sinh thì các bạn cứ nhớ dùng, lúc nào cũng giải quyết cho ra ba ba yếu tố nha. Do đó chúng ta quay lại một chút xíu về định nghĩa cái đề kháng. Có nhiều cái cách định nghĩa theo cái khía nhìn của cái góc nhìn của mỗi cái phần chuyên môn. Còn đối với chúng ta khi sử dụng thì chúng ta lấy cái định nghĩa về cái nồng độ thuốc được tạo thành. Hễ một cái liều thông thường cho ra một cái nồng độ thuốc mà đủ lớn hơn cái ngưỡng MIC của con tế bào vi khuẩn đối với cái kháng sinh đó, thì người ta nói là con đó còn nhạy cảm với thuốc, tức là chúng ta chỉ định được. Còn nếu chúng ta đã đưa một cái liều sử dụng rồi, đã đi tới cái ngưỡng an toàn mà cơ thể có thể chấp nhận được,
nhưng vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều cái MIC của con vi khuẩn đối với kháng sinh đó, thì đương nhiên là người ta nói con đó đã đề kháng, người ta không có cho được hơn nữa, phải không các bạn? Thì đó là cái khái niệm mà trong nó đứng ở cái góc nhìn sử dụng thuốc của chúng ta để chúng ta định nghĩa nhạy cảm với đề kháng. Vậy thì đối với một con vi khuẩn đề kháng với cái góc nhìn của chúng ta sử dụng thuốc, thì có nghĩa là với một cái liều điều trị mà đã dẫn đến cái ngưỡng an toàn tối đa cho bệnh nhân rồi mà vẫn chưa đạt được cái ngưỡng MIC của cái con vi khuẩn đối với thuốc đó, thì chúng ta sẽ coi như nó đề kháng thì chúng ta không xài được nữa. Đó là cái ở cái góc nhìn người sử dụng của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy là bình thường khác nhau về các cái nồng độ này ha. Em nồng độ chế tối thiểu, nồng độ diệt khuẩn tối thiểu và nồng độ gây độc tối thiểu. Vậy thì nếu MIC của cái con vi khuẩn dành cho kháng sinh đó vẫn còn nằm trong cái ngưỡng kiểm soát được thì chúng ta vẫn chỉ định được. Còn con chúng ta gọi là đề kháng khi cái ngưỡng MIC nó đã vượt quá cái ngưỡng gây độc cho cơ thể. Thì không mắc gì cho thuốc vô để giết người ta hết, phải không? Cho nên là phải đổi một cái thuốc khác để coi coi cái MIC nó đáp ứng thế nào. Về mặt đề kháng thì bản thân của nó, quá trình kháng thuốc nhắc lại chính là do ở chỗ cái nãy là mình là do con vi khuẩn phải không? Nhưng cái con vi khuẩn tại sao nó phát triển cái MIC chính là do chỗ chúng ta sử dụng một cái kháng sinh mà vô trong một cái chu trình mà người ta gọi là cái chu trình không hợp lý hay chu trình lẫn quẩn, cứ trị liệu không thích hợp nên dẫn đến không diệt khuẩn gì, diệt sạch vi khuẩn, vậy kháng sinh cứ cho vô và nó tuyển chọn, nó giết dần dần con nhạy cảm, nó chừa những cái con đề kháng và cái con đề kháng đó bắt đầu phát triển sinh sôi nảy nở lên và trở nên một cái dòng đề kháng mới. Vậy thì bây giờ nó nâng cái tỷ lệ vi khuẩn học đề kháng tăng lên, vậy thì bây giờ lại phải tìm kháng sinh mới rồi lại đi vô con đường như vậy. Như vậy thì trong một cái trị liệu hiện nay người ta không có nói đúng hay sai, bởi vì hễ nhiễm trùng thì phải dùng kháng sinh nên không có sai, mà ở chỗ là có trị liệu không thích hợp, tức là chúng ta không có diệt sạch được vi khuẩn, chúng ta không chỉ định cái kháng sinh mà có cái phổ từ con vi khuẩn đó, chúng ta không cho ra một cái liều nó đáp ứng được, nó chế được sự phát triển của vi khuẩn, nó kích thích, nó tạo dần dần ra cái lựa chọn và dẫn đến là xuất hiện các cái dòng kháng thuốc. Chúng ta cứ cho kháng sinh vô tập cho con vi khuẩn nó quen dần 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 với cái mức độ khắc nghiệt trong cái môi trường có kháng sinh, con nào chịu không nổi thì chết, con nào quen dần đáp ứng dần dần thì tìm cách sống sót và bắt đầu nhân đôi phát triển lên ra một cái dòng đề kháng gì đó ha. Đó là cái người ta gọi đó là một cái trị liệu không thích hợp, nên ngày nay người ta nói đó là sử dụng kháng sinh làm sao cho sử dụng một trị liệu thích hợp, thì trong đó giải quyết cái tính đề kháng rất quan trọng ở chỗ chúng ta dùng kháng sinh, chính kháng sinh là tác nhân chọn lọc ra dòng vi khuẩn đề kháng cho nó. Các bạn dòm vô các bạn thấy không? Chính cái việc chúng ta dùng kháng sinh đó nên chúng ta cứ cho giết đi những cái con nhạy cảm, còn cái con đề kháng thì cứ việc phát triển, rồi sau thời gian thì chỉ còn những cái con đề kháng thôi. Bây giờ cái kháng sinh đó hết tác dụng, lại phải tìm một cái kháng sinh mới. Cho nên là không chỉ định sai, mà ở đây là chỉ định không hợp lý. Đây. Đây là một cái chu trình đề kháng nó diễn ra giống như mình đã thấy bên kia đó các bạn. Và cái hậu quả là nó tạo ra một con người ta gọi đó là super bird, mà mình dịch ra đó là siêu vi khuẩn đa kháng thuốc. Và nó dẫn đến cái kháng sinh chúng ta càng ngày càng thất bại dần dần và xuất hiện ra rất nhiều cái dòng đề kháng khá nổi tiếng. Thì và nó nói rất rõ ha, đây chính là do cái sự lạm dụng kháng sinh dẫn đến kháng sinh không giết được chúng ta mà chỉ làm cho chúng ta mạnh hơn thôi. Vậy thì các bạn hãy cứ nghĩ một cái cách đơn giản ha, dược lý đang làm cho mình giỏi hơn thôi, ví dụ giống vậy đó. Tự nhiên các bạn thi lần đầu tiên dược lý thì người nào nhạy cảm thì rớt, người nào đề kháng thì đậu, rồi sau đó thi lại lần hai thì lại tuyển chọn lần lần, và khi đó thì những cái nhóm
bắt đầu nó muốn đề kháng với dược lý, tức là nó phải thi đậu thì phải tìm cách rất nhiều cách để qua được cái môn đó. Và đến một lúc nào đó thì toàn bộ lớp sẽ thi đi qua hết môn dược lý, bởi vì người ta không có thể tăng cái đề lên 120 câu, 200 câu để giết các bạn. Đề người ta cho có 100 câu làm trong 60 phút, để các bạn qua được hết nó thì đương nhiên các bạn đậu, làm sao mà lại muốn tiếp tục giết các bạn nữa, là bằng cách tăng đề lên. Thì kháng sinh cũng giống vậy, đâu có thể nào tăng cái lượng thuốc lên để giết tế bào vi khuẩn mà cơ thể của con người ta không có cách chấp nhận được. Đó. Vậy thì bây giờ chỉ còn cách gì các bạn? Soạn đề mới để cho các bạn đừng có quen với cái đề cũ. Vậy ha? Rồi cái tỷ lệ đề kháng lại giảm xuống. Rồi bây giờ sau thời gian này tăng dần dần đề kháng lên. Cứ mỗi lần kỳ thi, lần tuyển chọn, cái đề thi nó sẽ tuyển chọn dần dần. Rồi lại đề kháng hết. Rồi lại tìm ra cái đề mới hoàn toàn nữa, nội dung mới nữa để viết lại nữa, cái nó y chang giống vậy đó. Và cái con super bird thì như tôi nói lúc đầu, nó có thể nhận cái di truyền ngang để nó nhận một cái gen mang tính kháng một cái khác thuốc nào đó đi vô, cho nên hậu quả là nó sẽ làm cho nó phát triển rất nhanh. Cái kháng sinh nó đang đề kháng là đã duy trì nó rồi, chọn lọc nó rồi, bây giờ nó lại nhận vô một cái gen kháng thuốc khác mới là nó phát triển ngay tức khắc cái dòng đề kháng, kháng luôn hai cái kháng sinh cùng lúc. Thì đó là cái con mà super bớt nó nguy hiểm giống giống vậy đó. Thì các hiện tượng đề kháng thì đầu tiên chúng ta phải nhớ một điều, có đề kháng giả nha. Trong cái cơ chế tác dụng trên ức chế tổng hợp với tế bào, các bạn có tôi có nhắc đến hiện tượng đề kháng giả, thì bất cứ giải thích cho một yếu tố nào cũng giống vậy ha. Đó là do cái cơ thể người bệnh, bây giờ cái hệ thống miễn dịch của họ bị suy yếu, cho nên cái kháng sinh nó chỉ đi tới cái bước ức chế tổng hợp với tế bào, còn muốn giết được luôn tế bào vi khuẩn thì phải nhờ vô cái cơ thể, cái hệ thống miễn dịch, hệ thống phòng thủ, hệ thống bảo vệ của cơ thể. Giờ nó không có thì con vi khuẩn nó ngưng lại đó rồi nó phát triển lên lại à. Thì đó là do tạo ra cái đề kháng giả. Cái thứ hai, hầu hết cơ chế các bạn thấy không, thuốc đều tác động ở trên lúc mà con vi khuẩn đang phân chia, nó ức chế tổng hợp dạch, nó ức chế cái sinh tổng hợp protein, nó không cho nhân đôi tế bào, tức là đang trong quá trình phân chia. Vì giờ nó không thèm làm gì, nó nằm chơi đó, nó ngủ thì cái kháng sinh đâu có cái chỗ nào để mà tấn công vô. Nên các bạn sẽ thấy gần như hầu hết các thuốc kháng lao đều không có hiệu quả trên cái con vi khuẩn đã, cái cơ trực khuẩn lao ở trạng thái ngủ. Và cái thứ ba đó là ở trên thuốc. Được không? Bây giờ cái dược động học của thuốc không mang kháng sinh được vô tới cái chỗ ổ viêm với một cái nồng độ trên ngưỡng MIC, điều trị nhiễm trùng mô mà thuốc ngoài máu không ạ, điều trị viêm màng não mà do nhiễm trùng mà cái là thuốc lại không vượt qua hàng rào máu não, thì lúc nào cũng vậy ha. Đó là cái đề kháng giả. Thì ở đây không phải là do cái con vi khuẩn nó mang một cái gen quy định một cái tính chất chống lại được với cái thuốc đó, mà là do ở chỗ là những cái yếu tố này nó thật sự là do chúng ta dùng dùng thuốc, nó không có giết được tế bào vi khuẩn, chứ con vi khuẩn thật sự không có kháng thuốc, thì cái này được gọi là đề kháng giả. Vậy thì đề kháng thiệt là cái gì? Đó là trên cái một cái dòng vi khuẩn đó nó sẽ xuất hiện được một cái tính chất nào đó, nó có thể kháng lại từ một đến nhiều loại kháng sinh trở lên, mà nó bền với kháng sinh đó, nên chúng ta không thể nào nâng cái ngưỡng MIC hoài, bởi vì tới cái mức mà gây độc cho tế bào của người rồi thì chúng ta phải ngừng thôi. Thì đề kháng đó người ta chia làm hai nhóm nữa, đó là đề kháng tự nhiên. Đề kháng tự nhiên là cái đề kháng do cái cơ chế của thuốc ngay từ đầu nó không có tác dụng gì hết đối với cái tế bào vi khuẩn đó. Ví dụ như cái con Mycoplasma, cái con này không có giáp tế bào thì mắc gì mà nó chịu tác dụng của cái nhóm ức chế tổng hợp với tế bào. À, nên những cái con này nó cũng gây ra một số bệnh lý ở bệnh phổi không điển hình, nhưng mà cấu trúc của nó thì không có giáp tế bào. Cái thành phần bên ngoài nó là cái lipoprotein, rồi nó lại có những cái thành phần cơ bản ở bên trong nó không có cái giáp, nên là cái nhóm ức chế tổng hợp với tế bào không có liên quan gì tới tác dụng của nó hơn. Đó là cái đề kháng tự nhiên, hay là bản thân của tớ là ngay lúc là nó đã có những cái tính chất bảo vệ
với một cái tác dụng của thuốc. Ví dụ như là cái con Clostridium difficile đó, nó đã đề kháng tự nhiên với nhóm lencosamide nên dùng cái nhóm đó rất dễ gây bội nhiễm cái con Clostridium difficile. Đó là cái thứ nhất. Các còn lại người ta gọi đó là đề kháng thu được, tức là bây giờ do một cái biến cố di truyền nào đó nó làm cho cái con vi khuẩn từ nhạy cảm thuốc nó nhận một cái đoạn gen có thể tạo ra một cái tính chất, nó từ từ nó trở nên nó kháng thuốc. Và bây giờ thì kháng sinh đóng vai trò làm tác nhân chọn lọc để tạo ra cái dòng đề kháng, nên bây giờ cái kháng sinh trở lại nó là tác nhân chọn lọc. Và cái đề kháng thu được đó thì người ta có cũng chia ra hai nhóm nhỏ nữa, cái tiếp nữa đó là cái do đột biến gen khi nó tiếp nhận tiếp xúc liên tục với một cái yếu tố ở bên môi trường, kháng sinh liên tục chẳng hạn là cái kháng sinh không hiệu quả hay tiếp xúc với một môi trường hóa chất nào đó thì nó gây ra xáo trộn trật tự các base editor và nó gây ra đột biến cái gen, và vô tình cái gen đột biến đó thì lại tạo ra một cái tính chất làm cho con vi khuẩn chống lại được với thuốc. Và bây giờ thì nó diễn biến theo cái sự tiếp xúc với kháng sinh, chúng ta có đột biến một bước, đột biến nhiều bước để nó chọn lọc từ 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 nha. Thì cái quá trình đột biến gen thường nó xảy ra dưới cái hình thức được lây truyền cái gen theo hình thức đó là di truyền dọc, tức là nó phải nhờ kháng sinh nó giết từ từ những con nhạy cảm để nó chọn lọc ra những cái con kháng thuốc, thì trong trường hợp này người ta gọi đó là di truyền dọc, đúng không? Cha mẹ nó truyền cái gen nó cho con, rồi con truyền cho cháu, nó phân đôi từ 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 ra, lúc bây giờ từ từ kháng sinh nó sẽ chọn lọc để tạo ra cái dòng dòng kháng thuốc. Còn cái nhận gen đề kháng là những cái gen đề kháng đó nó có thể nằm trên những cái thành phần của cái tế bào chất như là nhiễm sắc thể, lipid hay transposon, và nó di chuyển lang thang ở trong môi trường, nó có thể xâm nhập vô một cái con nhạy cảm và biến cho cái con nhạy cảm nó trở nên kháng thuốc. Thì cái di truyền này nó rất lẹ và nó diễn biến bởi vì người ta gọi là di truyền ngang, bởi vì giữa các cái dòng tế bào phù hợp với nhau nó có thể cho nhau các cái gen kháng thuốc đó, thì ta gọi đó là di truyền ngang. Và cái hình thức di truyền ngang thì chúng ta có tiếp hợp biến nạp chuyển thể, phần này bên vi sinh, phần này bên sinh lý bệnh miễn dịch. Các bạn về coi thêm cũng hỏi đâu, ở đây thì các bạn sẽ thấy tiếp hợp là hai cái tế bào vi khuẩn nó sẽ tiếp xúc với nhau qua cái bili giới tính và khi đó nó sẽ truyền cái gen đề kháng cho nhau. Hay là biến nạp là cái tế bào vi khuẩn có cái gen đề kháng nó chết nhưng mà cái gen nó thì nó lang thang ở bên trong môi trường, nó nhảy vô trong một cái con tế bào vi khuẩn phù hợp và nó quán vị, nó trao đổi với một cái đoạn lipid hay là một cái đoạn ADN nằm trên cái gen, và khi đó thì nó dẫn đến một cái đoạn gen nằm trên ADN, và khi đó thì nó tạo ra cái tính chất kháng thuốc. Hay là bây giờ tải nạp hay biến nạp, tức là cái gen mang đề kháng đó nó được virus mang vô hay là nó qua cái trạng thái thực bào thì nó lây ra, thì đó là cái nó được gọi đó là các hình thức đề kháng thu được. Vì cái mà chúng ta tìm hiểu đó là cái cơ chế, nó ngược lại ha, cơ chế này là cơ chế kháng thuốc làm cho con vi khuẩn có thể chống đỡ lại được với tác dụng của thuốc, còn cái độc tính chọn lọc là cái cơ chế mà cái thuốc nó giết tế bào vi khuẩn. Phân biệt ra hai cái ha các bạn. Thì tùy cũng vậy, tùy theo từng sách một nó có thể phân ra rất nhiều các cái loại đề kháng khác nhau, cơ chế khác nhau. Thì ở đây tôi tập trung cũng theo cái quyển Goodman, tôi tập trung với vô do các bạn đó là cái năm cái cơ chế, cơ chế thứ nhất là trên cái đoạn gen của con vi khuẩn kháng thuốc đó, nó sẽ có một cái quy định được một cái tổng hợp ra được một cái enzyme hoạt động như phá hủy đi một cái cấu trúc kháng sinh thích hợp. Ví dụ như là nó làm gì đây, nó tiết ra được cái, nó có cái đoạn gen tiết ra được con, những cái con đó nó có một cái đoạn gen quy định tiết ra được beta lactama, và khi quy định tiết ra được beta lactama thì nó phá hủy cấu trúc beta lactam vậy đó. Những cái con nào không có cái gen mà nó tổng hợp chép thông tin ra để tổng hợp ra beta lactama thì nó bị beta lactama mà tác dụng, còn nó có cái gen tổng hợp được beta lactama thì nó phá cấu trúc beta lactama. Thì đó là cái cơ chế thứ nhất nha, nó tổng hợp rất nhiều cái enzyme được con vi khuẩn tiết ra. Thì cái cơ chế thứ hai đó là cái thay đổi tính thấm,
nó khác với cái cơ chế làm biến đổi màng nha. Cái cơ chế của kháng sinh nó phá vết tế bào luôn, nên nó làm cho trao đổi chất nội bào với ngoại bào, tế bào vi khuẩn bị thay đổi, dẫn đến tế bào vi khuẩn bị chết, bị phân hủy chết. Còn cái cơ chế đề kháng của con vi khuẩn là gì đây? Nó có một cái đoạn gen, và cái đoạn gen đó tổng hợp ra được một cái protein hoạt động như họ gọi là một cái bơm đẩy, và khi đó thẻ kháng sinh mà xâm nhập được vô bên trong nội bào của vi khuẩn thì nó lại bơm trở ra hết, nên nồng độ kháng sinh ở trong nội bào không có đủ để ức chế một cái quá trình chuyển hóa nào ở bên trong tế bào vi khuẩn. Thì cơ chế này người ta gọi là thay đổi tính thấm, mà cái biểu hiện cụ thể nó là nó tổng hợp ra được một cái bơm đẩy để bơm cái kháng sinh đi ra bên ngoài. Thì các bạn sẽ thấy ví dụ trong trường hợp giống vậy. Trên những cái con rám âm, rám dương thì cái trao đổi chất nó diễn qua theo những cái hệ thống protein đặc hiệu cho nó, người ta gọi là các cái bơm, hay là những cái bo, hay là những cái lỗ lọc. Nè, nó khuếch tán, và những cái lỗ lọc này nó có thể khuếch tán thụ động, tức là nó giúp cho những cái chất tan được trong nước di chuyển vô, hoặc là nó khuếch tán đi vô để quá trình trao đổi chất của tế bào vi khuẩn nó diễn ra bình thường giữa nội bào với ngoại bào. Nó cần đem vô cái gì đó, nó cần thải ra cái gì đó, dân thì đó là cái cơ chế. Còn bây giờ trên cái con mà đề kháng thuốc thì bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái protein, và hễ cái thuốc hấp thu vô thì nó thải ra, nó bơm ra, hễ hấp thu vô thì nó bơm bơm ra ngoài hết. Thì những cái đó người ta gọi là những cái bơm đẩy, do đó nó làm thay đổi cái tính thấm của cái màng tế bào đối với cái kháng sinh. Ví dụ đây là một cái con đã kháng với erythromycin. Cái con này thì nó có một cái gen là MAPA, và hễ xuất hiện cái đoạn gen này thì nó có thể tổng hợp ra một cái protein, và khi đó thì khi erythromycin được theo cái hệ thống khuếch tán tự nhiên đi vô, tức là qua hệ thống lỗ lọc đó xâm nhập vô, thì bây giờ nó bị bơm ra hết, bị bơm ráo ra ngoài hết, dẫn đến cái nồng độ của kháng sinh bên trong không có. Con nhạy cảm với erythromycin thì không có cái bơm này, là do cái trong cái bộ gen của nó thì nó không có cái quy định một cái tính chất nào tổng hợp được cái protein hoạt động giống như vậy hết, ta gọi đó là tạo bơm đẩy. Tetraxilin cũng giống như vậy nha các bạn. Thuốc nó có thể là tetraxilin là nhóm thân dầu, nó có thể phát tán vô đây, nó có thể theo hệ thống trao đổi chất để nó đi vô, và nó gắn tiểu đơn vị 30S để nó chế sinh tổng hợp protein. Thì trên cái con mà đề kháng với tetraxilin thì nó lại có thể tổng hợp được một cái protein như là một cái bơm đẩy, và khi đó thì hệ thuốc đi vô thì bơm ra ngoài, thuốc đi vô thì bơm hết ra ngoài, vậy thôi. Cơ chế thứ ba đó là cái cơ chế mà làm cái thay đổi cái cấu trúc đích, tức là bây giờ nó cũng vẫn tạo ra những cái receptor hay là những cái thành phần giúp cho chuyển hóa của tế bào vi khuẩn, nhưng lúc trước chỗ đó thì khi một cái kháng sinh gắn vô thì nó bất hoạt đi, thì bây giờ nó cũng để tham gia các chuyển hóa đó, nhưng nên thay đổi những cái cấu trúc không phù hợp, không ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, nhưng mà nó thay đổi cái cấu trúc dẫn đến là làm cho cái kháng sinh không có bám vô được trong vị trí gắn kết của nó, thì ta gọi đó là cái cơ chế thứ ba. Ví dụ trong trường hợp giống vậy. Những cái con mà kháng tetraxilin nó sẽ biến đổi cấu trúc của tiểu đơn vị 30S. Nó làm cho cái tiểu đơn vị 30S vẫn hình thành cái phức hợp trong khởi đầu sinh tổng hợp protein, nhưng nó có thêm những cái gốc này nọ gì đó, nó làm cho cái kháng sinh xâm nhập vô không gắn lên được tiểu đơn vị 30S, nên dẫn đến không ức chế được sinh tổng hợp protein. Dù trong trường hợp đây là cái con cũng kháng được cái erythromycin nhóm macrolide, khi nó có mang một cái gen người ta gọi là gen ở cái gen này á, thì nó giúp cho tổng hợp ra cái tiểu đơn vị 50S, có thêm một cái gốc metin gắn ở trên đó, và cái cấu trúc của gốc CH3 này nó sẽ che lại cái vị trí ở chỗ mà cái nhóm macrolide gắn vô trên tiểu đơn vị 50S để tạo ra tác dụng.
thì nó làm cho cái kháng sinh nó hết hết tác dụng, nó thay đổi cấu trúc của ribosome 50S, làm giảm mấy lực gắn kết với marulic, đưa đến quá trình ức chế sinh tổng hợp protein, nó sẽ bị ảnh hưởng, nên nó vô gắn vô không lại. Thì đó là cái thay đổi cái cấu trúc, và một cái con thay đổi cấu trúc khá hay hiện nay nó đang kháng dần đối với vancomycin, đó là con này, con người ta gọi là con VAI, tức là cái con mà cầu khuẩn đường ruột enterococcus kháng được với vancomycin, nên họ gọi đó là VRE. Con này nó kháng, đây là trên cái hàng ở trên, các bạn thấy đó là cái con nhạy cảm. Hôm nay các bạn lên mạng các bạn gõ nó có mênh mông, nó trình bày còn đẹp hơn nữa. Tôi lấy cái hình này khá lâu rồi nên cho nên nó xấu rồi tôi làm biến đổi. Nó mô tả cho ở trên là cơ chế mà một cái con vi khuẩn còn nhạy cảm với vancomycin, nhất là con gram dương các bạn. Phổ chính yếu của vancomycin là con gram dương, nhắc lại. Các bạn nhớ hai cái đoạn D-alanine của con Staphylococcus aureus không? Và nó sẽ còn cái đoạn màu xanh này là lysine, cái cầu màu vàng này là năm phân tử lysine nên người ta gọi là băng ta lysine. Vậy thì khi cái enzyme ở bên ngoài về màng bào tương đó, nó sẽ xúc tác gắn cái đầu còn lại của băng ta lysine vô đâu, vô cái D-alanine thứ tư ở đây và cắt bỏ cái alanine thứ năm bỏ đi, nên đây là một cái dách tế bào hoàn chỉnh, cái hình số 4 ở phía bên dưới. Tuy nhiên như vậy thì cái con người ta mới lợi dụng cái tính chất là cái vancomycin nó vô nó khóa được cái đoạn D-alanine, cho nên nó không cho gắn cái cầu băng ta lysine vô giữa lysine với alanine thứ tư, cái dách tế bào nó không có hình thành. Đó là những cái con nhạy cảm với vancomycin. Còn bây giờ cái con đề kháng nó thông minh lắm. Cái D-alanine thứ năm này không để có để hiện diện, tạo ra một cái cấu trúc thôi. Và như vậy á thì nó là cái lý do để cho vancomycin có thể bám vô. Vậy thì mà trong cái quá trình tạo ra cái cầu nối băng ta lysine để hình thành dách tế bào thì nó không có xài cái D-alanine thứ năm này. Vậy thì nó cắt bỏ mẹ đi và nó thay bằng một cái alanine, à một cái amino acid khác. Miễn sao cái cấu hình trong không gian nó thay đổi. Và với cái cấu hình trong không gian thay đổi đó thì vancomycin không ngậm vô được. Không ngậm vô được thì vẫn hình thành ra cái cầu nối, bởi vì nó cắt cái thứ này đi không ảnh hưởng gì tới cái cấu trúc của dách tế bào hết, cắt bỏ đi. Nó chỉ cần biến đổi cái, các bạn thấy không, nó đổi từ cái D-alanine màu đỏ sang một cái amino acid có cấu hình không gian khác. Sau đó thì khi hình thành cái cầu băng ta lysine thì nó cắt bỏ đi. Cho nên là không ảnh hưởng gì tới cái dách tế bào, nhưng mà nó lại làm cho vancomycin không có ngậm vô được. Và cái con đó là cái con VAI kháng với vancomycin. Và sau đó thì hiện nay nó đang lây cái gen này cho cái con Staphylococcus aureus, và bắt đầu đã xuất hiện cái tỷ lệ kháng với vancomycin đang tăng dần dần lên với cái tính chất giống vậy. Thì đó là người ta gọi đó là thay đổi cấu trúc đích. Nó biến đi cái chỗ, cái vị trí gắn kết hay là vị trí tác động để cho cái kháng sinh không gắn vô được và không thực hiện được cái chức năng mà ức chế cái hoạt động chỗ đó. Cơ chế thứ tư, cơ chế thứ năm, à đây là cái cơ chế kháng thuốc của hiện nay. Cái tỷ lệ kháng đi cái linezolid á, thì nó vẫn còn thấp, và người ta cũng đã phát hiện đó, linezolid nó ức chế sinh cái quá trình phức hợp khởi đầu bằng cách là nó gắn trên một cái tiểu đơn vị người ta gọi là 23R, và nó gắn ở chỗ đó. Thì bây giờ những cái con nó bắt đầu nó kháng linezolid bằng cách nó làm biến mất cái tiểu đơn vị này. Nên dẫn đến đó là cái mà linezolid nó không có vô được vị trí, nên nó kháng được linezolid. Nhưng cái tỷ lệ này hiện nay còn đang ít. Hay trong trường hợp trong cái nhóm mà tổng hợp cái ức chế cái enzyme mà tạo ra cái dách tế bào cuối cùng, đó là cái enzyme mà chỗ penicillin tác động đó, thì người ta thấy có rất nhiều loại. Thì trong đó nó những cái loại đó nó đều có chức năng để gắn xúc tác hình thành dách tế bào hết, đều tác dụng được hết. Và nó người ta do cái cấu trúc di truyền khác nhau nên những cái enzyme đó khác nhau. Thì người ta thấy có hai cái loại enzyme cũng là xúc tác cho quá trình hình thành cái dách tế bào, là cái vị trí để cho cái beta lactam gắn vô, đó chính là làm bất hoạt, đó là BB2.
protein cho phép gắn kết với penicillin thì họ ký hiệu là 2. Thì họ phát hiện do đột biến những cái con đề kháng có một cái loại được gọi là 2A, và hệ cái loại này thì nó lại là không cho cái beta lactama gắn vô. Không cho các beta lactam gắn vô. Thì những cái con nào mà xuất hiện cái gen có thể tổng hợp được cái enzyme này thì nó dẫn gì đây? Nó dẫn xúc tác cho quá trình hình thành giấc tế bào, nhưng nó lại không cho beta lactam gắn vô để làm bất hòa. Nó đề kháng kiểu đó giống vậy đó các bạn. Giờ hai cái cơ chế còn lại thì nó dành cho giải thích cho cái chủ yếu là cho cái nhóm sulfamide và trimer thì dễ hiểu nhất, và nó dẫn đến là nhóm này đã bị đề kháng khá nhiều. Tất nhiên cũng những cái con đề kháng theo kháng sinh khác, cơ chế khác nha, nhưng lấy cái cơ chế kháng được sulfamide thì dễ hiểu. Cơ chế thứ nhất nó nói gì đây? Nó nói là phát triển qua một cái ngã khác, không đi qua con đường kiểm soát của kháng sinh. Bây giờ cái con mà kháng, cái con nhạy cảm với sulfamide thì nó phải sử dụng cái gen theta để nó tổng hợp đi từ từ từng bước một. Thì trên cái con đề kháng với sulfamide bây giờ là nó không thèm đi ngang qua đây nữa, nó đi qua một cái con đường khác dẫn tổng hợp được axit folic để cho cơ thể nó xài bằng những cái con đường chuyển hóa nội bào khác, nên những cái con này trở nên kháng axit folic. Nó mắc gì nó đi nó xài cái sử dụng cái para-aminobenzoic để tổng hợp axit folic, và cái enzyme đó sẽ bị sulfamide bất hòa, phải không? Thì bây giờ nó xài thẳng axit folic từ những cái con đường chuyển hóa khác, hoặc thậm chí giống như người ta ha, nó lấy thẳng axit folic từ bên ngoài trường môi trường vô nó xài. Cái cơ chế thứ hai là nó biến đổi đi một cái enzyme vẫn còn nhạy cảm đối vẫn còn tác dụng trong chuyển hóa vi khuẩn nhưng mà không còn nhạy cảm với thuốc. Đó là bây giờ thì nó vẫn sử dụng cái enzyme này để tổng hợp axit folic cho cơ thể xài, nhưng cái enzyme này bây giờ sao các bạn? Phân biệt dòm ra cái tiền chất này để tổng hợp axit folic xài, và nó đi theo con đường này. Sự xuất hiện của sulfamide không còn làm nó hấp dẫn nữa, nó không có đến, nó gắn để nó chết rồi nè. Thì người ta nói đó là cái cơ chế thứ năm, vẫn sử dụng một cái enzyme cho chuyển hóa nhưng không có còn nhạy cảm với thuốc nữa. Thì trên cái con mà kháng cái sulfamide nó là một cái điều hết sức là đơn giản. Các bạn thấy muốn có tác dụng để tạo ra các ba giờ niter để cho sulfamide có điều kiện thì nó phải tổng hợp từ cái tiền chất, nó lấy từ bên ngoại bào vô nội bào, rồi nó nhờ cái enzyme xúc tác thành axit folic, và enzyme sulfamide thì nó làm bất hòa cái enzyme chỗ này nên dẫn đến là không tổng hợp được axit folic. Đó là trên cái con nhạy cảm. Còn trên con đề kháng bây giờ nó tăng lấy axit paraaminobenzoic từ ngoại bào vô, nó để đầy ở bên trong nội bào. Như vậy thì cái enzyme này đi đâu, xây đứt đi đâu cũng gặp, và đương nhiên tổng hợp thành axit folic cho vi khuẩn nó xài. Còn cái đứa sulfamide chen vô được cũng không có chui vô giành lộn được với mấy cái đứa này ở đây, nên cuối cùng cái sulfamide đứng ngoài giờ. Còn cái gen theta là một cái enzyme cũ ha, nó không nhạy cảm với thuốc nữa, bởi vì cái lượng nồng độ của axit paraaminobenzoic bây giờ nó tăng rất lớn ở bên trên nội bào. Còn cái con nhạy cảm hồi xưa thì nó lấy từ ngoại bào vô từ từ để nó chuyển hóa, còn giờ thì cái con đề kháng này nó đem thằng này vô sẵn hết bên trong nội bào. Người ta tìm ra những cái tế bào vi khuẩn nào á mà đề kháng với sulfamide theo cơ chế này thì nồng độ axit nội bào của paraaminobenzoic nó tăng gấp từ 5 lần trở lên so với một cái con nhạy cảm. Người ta tìm thấy một cái lượng rất lớn của cái này gấp từ 5 lần trở lên ở trên cái con đã kháng với sulfamide. Thì đó là năm cái cơ chế chung mà một cái thuốc, một cái con vi khuẩn nó có thể sử dụng, và từ đó tùy theo những cái tính chất mà nó chống lại được với kháng sinh thì nó tạo ra những cái dạng hình, tức là khi cái đoạn gen đó thì nó quy định cho một cái tính chất đối kháng, một cái mất tác dụng hay là đề kháng của một cái kháng sinh ha, đây là do một cái đoạn gen nó quy định ra tính chất, và thay đổi cái đoạn gen đó thì nó tạo ra những cái con vi khuẩn kháng thuốc theo những cái kiểu khác nhau, thì người ta gọi đó là những cái dạng hình. Và như vậy thì người ta tóm lại có ba cái dạng hình đề kháng thuốc, ba cái dạng hình mà con vi khuẩn kháng thuốc, đó là MDE, XDE, BDE. Và khi các bạn nhận cái kết quả kháng sinh đồ người ta trả về, người ta sẽ ghi cái chữ này. Vậy thì MDE, XDE, BDE là cái gì?
là về các bạn coi lại trong cái quyết định 708 tôi kêu đọc, họ định nghĩa bên trong đó. Còn học vi sinh rồi, đọc kháng sinh đồ rồi thì thế nào họ cũng định nghĩa. Chúng ta có thể tạm nhớ nếu đó là cái nó cái dạng của nó đó, nó đối phó với thuốc còn hiệu quả hay không. MDE được gọi là đa kháng thuốc, tức là nó bắt đầu nó kháng với hai cái kháng sinh. Chúng ta hiểu đơn giản nè, nó không phải định nghĩa giống vậy, nhưng chúng ta hiểu đơn giản là bắt đầu nó kháng từ hai cái, kết quả nó cho thấy nó đề kháng với từ hai cái kháng sinh trở lên trong những cái nhóm thuốc mà người ta thử trên kháng sinh đồ. XDE được gọi là kháng rộng. Kháng rộng tức là bây giờ nó chỉ còn hiệu quả duy nhất một cái kháng sinh trong những cái kháng sinh người ta đang thử trên kháng sinh đồ. Còn BDE là kháng hết toàn bộ, là toàn kháng. Thì mình có thể hiểu đơn giản giống vậy. Còn cái định nghĩa thì đương nhiên nó dựa vô cái kết quả của kháng sinh đồ để nó định nghĩa, nó không có đơn giản giống vậy hết các bạn. Nó quy định về những cái số lượng trong những cái nhóm thử phải đạt bao nhiêu gì đó thì mới gọi là đa kháng hay là cái kháng rộng hay là toàn kháng ha. Nhưng còn mình thì mình cứ hiểu đơn giản như vậy để các bạn dễ nhớ. Vậy như vậy thì có rất nhiều cái dòng vi khuẩn, nhiều khi bản thân của nó thì nó lại không phải là kháng thuốc, nhưng mà lại có những dòng cũng chính nó là đa kháng thuốc và có thể là kháng từ các cái dạng ở thể hiện ở dạng MDE, BDE hay XDE, cho nên cái tỷ lệ học đề kháng của vi khuẩn nó thay đổi. Nó thay đổi trên một cái dòng vi khuẩn và nó thay đổi luôn cả theo thời gian. Theo thời gian tức là cái tỷ lệ đó có tăng hay giảm. Thì cái xu hướng, một cái điều chung khi học chúng ta chú ý đó chính là ở chỗ cái những cái con RAM âm á, thì cái xu hướng đề kháng nó chiếm rất lớn. Thường là cái đề kháng thuốc trên con RAM âm nó xảy ra với một cái ưu thế cao, tỷ lệ khoảng chiếm 70% các trường hợp. Còn cái con RAM dương thì nó tương đối hơn, nó chỉ dao động ở khoảng 30 đến 50% nè, nó xuất hiện ở cái tỷ lệ đề kháng và nó cái tăng cái đề kháng. Và hiện nay thì khi nhắc đến những cái đề kháng, những dòng vi khuẩn đề kháng thì chúng ta phải biết một vài cái dòng mà hoặc là một vài cái tên mà khá nổi tiếng nha các bạn. Thì các bạn về sẽ coi ở thêm ở ở bên trong bài, hoặc là chúng ta đã học vi sinh rồi nha. Đó là cái thứ nhất, những cái con rất nổi tiếng là con mà MRSA, tức là Staphylococcus aureus đã kháng được với methicillin. Đối với những cái con này á, thì gần như là cái nhóm oxacillin, diglossacillin nó kháng bằng cách gì đây? Nó kháng theo cái kiểu là nó mất tác dụng luôn với những cái kháng sinh mà có thể làm bất hoạt của con vi khuẩn tiết ra được penicillina. Thì nhóm đó được gọi là nhóm methicillin, thì những cái con này nó kháng luôn cả methicillin nên người ta gọi mới gọi là MRSA, tức là Staphylococcus aureus kháng với methicillin đó, và vancomycin là cái thuốc lựa chọn đầu tay cho những con này. Thì cái chu trình đề kháng của nó tới đây các bạn hiểu nha. Đầu tiên là penicillin giết Staphylococcus aureus vì nó tiết ra penicillina, nó kháng phá cấu trúc của penicillin. Rồi người ta mới tổng hợp ra nhóm methicillin để giết cái con này. Thì bây giờ nó xuất hiện con MRSA kháng được methicillin. Con này ta gọi là superbug. Tức là bây giờ nó mang hai cái gen vừa kháng được penicillin, vừa kháng được methicillin. Người ta chỉ định ra vancomycin. Thì nãy bắt đầu xuất hiện cái con VIE nãy đó. Và nó kháng được với cái vancomycin và nó lây cái gen này hiện nay cho con Staphylococcus aureus. Tới đây thì chưa có cái thuốc cho con này. Đó là cái các bạn sẽ thấy một cái chu trình kháng thuốc nó diễn biến giống giống vậy đó, nên chúng ta sẽ nghe nhắc nha. Vậy thì đối với ở trên cái beta lactama, những cái loại nào beta lactama thì người ta nói là cái gọi chung cho những cái enzyme mà có khả năng phá hủy những cái thuốc có cấu trúc là cái dòng beta lactam, nên ta gọi chung đó là beta lactama. Và nếu tùy theo nó phá trên dòng penicillin thì ta gọi là penicillina, nó phá trên cái cấu trúc của nhóm cephaloburin thì người ta gọi đó là cephaloburina, còn nó phá được trên cấu trúc của cái nhóm carbapenem thì người ta gọi đó là carbapenema, vậy thôi. Và về mặt phân loại trong chỉ định thuốc sử dụng thì các bạn có thể tham khảo cái này ở trong cái quyển Goodman, nó cũng chia ra nó gọi theo loại A, B, C, D. Trong đó cái loại D là cái loại mà nó có thể phá hủy được cái kháng sinh mà đã bền với cái penicillin.
thì bây giờ nó phân hủy được luôn với cái những cái con vi khuẩn nào tiết ra beta lactama loại D, tức là đây không phải là cái penicillina nha, mà là một cái beta lactama nó có thể phân hủy được loxacillin, là cái kháng sinh bền với cái penicillina. Loại C thì nó bắt nguồn từ một cái gen người ta đặt tên là gen MC và gần như nó phá hủy toàn bộ cái cephaloburin. Loại B là cái loại thì nó chỉ chuyên mất hoạt tính của các nhóm beta lactam, nhưng trong đó thì nó không tác dụng ở trên cái adrenal. Còn cái loại A là cái loại mà kêu bằng kinh khủng nhất hiện nay, trong đó chúng ta có beta lactama phổ rộng. Để con vi khuẩn nào tiết ra được beta lactama phổ rộng thì cephaloburin thế hệ thứ ba hết tác dụng, và những cái con tiết ra cái carbapenem thì nó sẽ phá hủy định cấu trúc của carbapenem, bởi vì người ta sẽ dùng cái carbapenem để giết những con vi khuẩn tiết ra được beta lactama phổ rộng. Thì khi đó cái nhóm vi khuẩn này bắt đầu nó phát triển cái tính chống lại được với carbapenem bằng cách tiết ra carbapenema. Và những cái carbapenema nổi tiếng đó là KBC, là anh đi em qua. Thì các bạn sẽ thấy ha, cái tùy theo cái nhóm thuốc mà nó sẽ có hiệu quả trên các cái beta lactama khác nhau nha, do cái yếu tố di truyền khác nhau nó tạo ra. Thì beta lactama phổ rộng với viết tắt của chữ này ha các bạn, và gần như là cái cephaloburin thế hệ thứ ba là sẽ bị phá hủy khi con vi khuẩn tiết ra được cái này. Và cái carbapenem là cái được lựa chọn để trị liệu những con vi khuẩn tiết ra được cái beta lactama phổ rộng. Sau đó thì cái con vi khuẩn lại bắt đầu xuất hiện ra những cái enzyme phá hủy cái cấu trúc của cái carbapenem, và người ta gọi đó là carbapenema. Carbapenema. Và trong cái carbapenema này thì nguy hiểm nhất đó là cái con KBC, nó là viết tắt của carbapenema được tiết ra từ Klebsiella pneumoniae. Và gần như là đây là những cái con mà gây ra các bệnh lý về viêm phổi đường nhân đó. Và một cái carbapenema nữa đó là NDM1, là đầu tiên người ta phát hiện ra ở chỗ cái vị trí mà thấy người ta phát hiện ra cái dòng vi khuẩn tiết ra cái enzyme này đó, đó là ở New Delhi, thì nên họ gọi đó là anh đi em qua. Đây là cũng một cái carbapenema, nó mất tác dụng của carbapenem các bạn. Và ngày nay thì đặc biệt những cái dòng như là pseudomonas hay acinetobacter baumannii mà đa kháng thuốc hay là toàn kháng, tức là trên cái người của nó trên cái tế bào của nó có thể có hai cái loại gen để tiết ra hai cái tạo ra hai cái cơ chế kháng cho từ hai thuốc trở lên, thì người ta gọi đó là superbug những con đó đó nha. Ví dụ như những cái con pseudomonas hay là acinetobacter baumannii mà hiện nay người ta gọi là toàn kháng đó, là không còn kháng sinh nào có hiệu quả nữa, thì trên người của nó có ba bốn cái cơ chế luôn. Ví dụ như là đây là trong trường hợp các bạn coi những cái hình giống vậy, cơ chế tác dụng của kháng sinh đó, nhóm beta lactam thì nó có thể đi vô theo hệ thống lỗ lọc vô. Còn cái nhóm carbapenem cũng giống vậy, nhưng cái nhóm lioroquinolone thì nó có thể là tự phát tán ngang qua cái màng tế bào, không? Qua cái vách tế bào vi khuẩn. Rồi sau đó nó ức chế cái quá trình mở cái sắn ở trong cái tổng hợp ADN bằng cách ức chế lên hai cái enzyme là topoisomerase 4 với topoisomerase 2, đúng không? Còn cái beta lactam thì nó vô nó sẽ đa phần là nó ức chế, nó làm bất hoạt cái enzyme, nó gắn lên cái BBB này, ha. Các bạn thấy nó gắn lên BBB và nó làm bất hoạt cho cái quá trình tổng hợp cái vách tế bào phía bên ngoài. Vậy thì những cái con mà Acinetobacter baumannii hay Pseudomonas aeruginosa hiện nay nó đề kháng bằng cách gì đây? Với nhóm quinolone, lioroquinolone, nó tạo ra cái bơm đẩy để thuốc vô đẩy ráo ra ngoài. Với cái nhóm carbapenem thì nó tiết ra carbapenema để nó phá hủy. Và hoặc là nó tiết ra cái beta lactama để nó phá hủy, và đặc biệt nó lại là làm bít cái lỗ lọc lại, không cho cái carbapenem nhóm beta lactam di chuyển vô bên trong. Một cái cơ chế thứ ba của thay đổi cái tính thấm màng là ngoài cái việc tạo ra cái bơm đẩy đẩy ra, nó còn làm mất đi cái hệ thống lỗ lọc này, nên cái kháng sinh bây giờ không có đường xâm nhập vô. Nên là những cái con mà nó hội tụ những cái cơ chế này đủ hết giờ thì nó trở nên toàn kháng à. Và hai cái con mà người ta ghi nhận nhất đó là cái con
Lát cái Acinetobacter baumannii và cái con mà Klebsiella pneumoniae. À, thì hiện nay ở cái con Pseudomonas, hiện nay những cái con này được gọi là toàn kháng, và các bạn sẽ thấy một trên người nó có thể từ hai đến ba cơ chế kháng kháng sinh. Đó là cái nó đột biến, nó khép cái kinh lại, nó không cho xâm nhập vô, nó tiết ra cái enzyme phá hủy kháng sinh và nó tạo ra cái bơm đẩy đẩy kháng sinh ra ngoài. Nên gần như những cái kháng sinh này hiện nay là mất tác dụng hết đối với cái hai cái con này hết. Nhưng mà hai con này không phải hai con bình thường nha, hai con này khi cấy lên người ta ghi ra cái dạng của nó là đa kháng thuốc hay là đề kháng tới toàn kháng, thì lúc bây giờ mình mới nó chịu các cơ chế này nghe chứ. Đó là về cái đề kháng thuốc nha, để các bạn chú ý một chút xíu về cái phần đề kháng. Chúng ta đọc thêm trong cái cơ chế tác dụng của kháng sinh đồng dân ha, anh gì trong cái bên phần vi sinh, để chúng ta đọc kỹ hơn những cái dòng vi khuẩn kháng thuốc đồ. Và cái đề kháng chéo nhắc lại đó các bạn, đó là một cái con vi khuẩn mà nó kháng với kháng sinh này rồi, thì nó cái kháng sinh mà bị kháng luôn trong cùng nhóm, thường là cùng nhóm thì người ta gọi đó là đề kháng chéo nha. Giống như cái khái niệm dưỡng chéo ha các bạn, một cái người sử dụng cái kháng sinh này bị dưỡng thì người ta nói cái kháng sinh đó cũng gây dưỡng chéo, thì là sử dụng kháng sinh thứ hai đó cũng bị dưỡng luôn. Ví dụ họ nói cefalosporin penicillin gây dưỡng chéo, là bệnh nhân xài cefalosporin bị dưỡng thì khả năng sử dụng penicillin cũng bị dưỡng luôn, người ta gọi đó là dưỡng chéo. Thì cái đề kháng chéo nó cũng là giống vậy, được chưa? Rồi mình ngừng lại phần này đây ha, để chiều nay khoảng 3:30 tiếp tục luôn cái phần cuối đọc tính của thuốc, rồi tôi tóm tắt nhanh lại một số các đặc trưng chủ yếu cho các cái nhóm kháng sinh đang sử dụng, để cho các bạn thi thôi nghe, để đối phó thi thôi, chứ còn sử dụng thì là phải học, phải coi thêm nha các bạn, chứ không có cái tóm tắt đó. Cái tóm tắt đó là chỉ để đối phó để thi thôi nghe. Thôi mình ngừng đây hết các bạn.